Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng mở màn cho hàng loạt tội phạm thảm khốc khác. Nhiều vụ việc gây chấn động dư luận quần chúng nhân dân, không chỉ tại địa bàn khu vực nơi xảy ra mà còn ảnh hưởng tới trật tự an ninh xã hội. Một kẻ gây án vô nhân tính đến không lời nào có thể diễn tả. Nhiều nạn nhân phải chịu những nỗi đau, mất mát, cực hình vô cùng oan uổng. Hành trình phá giải vụ án, vẽ mở bức màn bí ẩn và thực thi công lý phức tạp, cùng hàng hà sa số sự việc phát sinh, kéo theo âm ỉ lâu dài. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Biến chất. Năm 1979, ở thị trấn Cái Rồng, trung tâm văn hóa chính trị kinh tế của huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh ngày nay, có một gia đình họ Bùi nọ hạ sinh được người con trai thứ hai là một cậu bé kháu khỉnh. Chẳng bao lâu sau, mẹ cậu sinh thêm một cậu em trai út nữa. Gia cảnh thiếu thốn, không khá giả, ngỡ rằng là bố mẹ cậu sẽ cùng chung lưng đấu cật mà cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình, nuôi cả ba người con khôn lớn thành người. Nhưng không, mẹ cậu vừa phải đóng vai làm mẹ, vừa phải đóng vai làm cha, một mình tần tảo nuôi các con ăn học. Còn cái người đàn ông trụ cột của gia đình họ Bùi này khi ấy chỉ biết đến rượu, tối ngày nghiện nặng. Mà lại khổ thêm cả trăm phần khi bản tính là cái thói vũ phu đốn mạn. Hễ cứ có cồn trong người, lâng lâng trong cơn say là lại lôi mẹ cậu ra để dạy dỗ. Nào thế đã xong, cả cậu nữa cũng bị đem ra dạy chung. Cái giống nghiện rượu rồi thì được có mấy khi tỉnh đâu. Hai mẹ con cậu trở thành cái đối tượng thường xuyên luyện công phu khốn nạn của người bố. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Trải qua nhiều trận đòn, cậu dần thay đổi, tìm cách nhốt mình ở phía trong phòng, biến mất khỏi tầm mắt của người cha. Và thứ mà cậu tìm đến để quên đi thực tại, tìm niềm vui cho chính bản thân mình, thay vì phải học tập phấn đấu để vươn lên, thì lại là những bộ phim. Cứ như vậy, tần suất mà cậu ở lì trong phòng ngày một nhiều hơn. Mỗi khi như thế, nào là phim bụp hự, Anh Đại Chị Đại, Xã Hội Đen, Giang Hồ, và chắc chắn là luôn luôn kèm theo phim người lớn, phim con heo. Dần dần, ngày này qua tới ngày nọ, khi mà những thứ này trở thành cơm bữa, cậu đã lựa chọn tự biến mình trở thành một bản thể chai lì, vô cảm trước nỗi đau. Nhất là khi mà bố mẹ cậu ly thân vào năm 1996, thì đáng ra là người con trai trong gia đình và ở lại với mẹ, thì đây cũng là lúc mà cậu cần quan tâm chia sẻ và quyết tâm vươn lên nhất, thì gần như là cậu lại chẳng cảm thấy bất cứ điều gì, và cũng chẳng có gì đáng để cậu cảm thông. Càng lúc cậu càng lầm lì, ít nói, trong hành vi cử chỉ luôn có khuynh hướng bạo lực. Cậu trở nên hung hãn, cục cằn, luôn thủ sẵn những thứ sắc lẹm nhọn hoắt ở đây nhà. Còn đường học vấn của cậu thì cũng chẳng cần bàn đến nhiều. Hết lớp 12, cậu đi học lớp thợ máy trưởng, tức là học lái tàu, rồi ra làm thuê cho các chủ tàu. Công việc của cậu khi ấy chủ yếu là phụ lái và xuất trình bằng lái mỗi khi có sự kiểm tra của lực lượng công an hay là thanh tra đường thủy. Những chuyến đi lênh đênh trên biển dài ngày, cùng với công việc đặc thù, cậu được dịp tiếp xúc với nhiều dân xã hội đen. Người từ tứ xứ lại càng lúc càng làm cho cậu gia tăng cái phần hung hãn, hoang dã bên trong con người. Sau một thời gian phụ lái, cậu nghỉ hẳn và về nhà. Vốn là một địa bàn có địa hình địa lợi tương đối phức tạp, thị trấn Cái Rồng ngoài đất liền còn là xen kẽ những đảo lớn nhỏ, đồi rừng và cả với đồng bằng nhỏ hẹp để có thể canh tác, chủ yếu là đất bồi tụ tại khu vực chân núi và bãi bồi ven biển. Và cũng chính vì thế mà thiên nhiên ưu đãi, có nhiều nơi hoang vu vắng người, việc săn bắt các loài thú trở thành một chuyện khá là bình thường. Và như là một lẽ đương nhiên, cậu không nằm ngoài cuộc. Cậu cũng vào rừng, lên đồi để săn bắt, nhưng theo một cách khác so với phần còn lại. Với bản năng hung hãn, cục cằn và bị ám ảnh bởi những thứ phim quái dị, cậu lấy những con vật nhỏ đáng thương như chim chóc, sóc, chuột trên rừng để làm mục tiêu xả hơi, tập luyện những ngón đòn đô tể, những kỹ năng kinh hoàng. Và một bước ngoặt khác đến với cuộc đời của cậu, đó là vào năm 2002. Trong một lần vào rừng, cậu có phát hiện ra một khẩu thể thao dùng để săn bắt của một nhóm thợ săn đang treo trên cây, kèm theo đó là cả một túi kẹo đồng loại thể thao lên tới 100 viên. Nhẹ nhàng, cậu nhặt nó đem về cưa nòng, hàng ngày mang lên núi bắt chim về luyện bắn, giết chóc, thủ trong người kè kè, trở thành món đồ bất ly thân. Đôi máy bay rừng.
Tạm gác lại câu chuyện về cậu quý tử nhà họ Bùi nọ kia, chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện về cậu ấm ấy trong một phần đoạn khác. Ở ngay thị trấn Cái Rồng tại huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, có một xã mang tên là Hạ Long. Xã Hạ Long này chạy dọc theo ven biển, có trục chính liên huyện cắt qua. Đầu xã thì nhà cao tầng chi chít, nhưng đi đến đoạn thôn 4 ở phía cuối xã thì nhà cửa lại leo teo và cái nghèo thì lộ rõ hẳn ra. Những mái nhà ranh, nhà tạm nhỏ xấp xíu ló ra sau những vạt rừng xác xơ. Người dân ở cái xóm nhỏ này sống nhờ vào rừng, bám vào biển nên cuộc sống bấp bênh, ngày đực ngày cái. Trong cái xóm nhỏ ấy đã từng có cả một thời kỳ đen tối quét qua mà ai ai cũng không khỏi xôn xao, bất bình, thương cảm và đầy xúc động cũng như phẫn nộ mỗi khi nhắc đến. Ấy là trường hợp của gia đình chị Nguyễn Thị Duân. Chị Duân sinh năm 1969, sinh ra và lớn lên ở Liên Vị, Yên Hưng, Quảng Ninh. Nhà đông anh chị em, ai cũng nghèo, nghèo tới cái độ nghèo rách nghèo nát. Năm 1978, khi mới có mấy tuổi đầu, bố mẹ bỏ vùng đất cũ xây dựng kinh tế mới ở huyện đảo Vân Đồn. Ấy thế mà cuộc sống ở cái vùng đất mới này cũng chẳng có mấy gì khấm khá hơn, có làm việc quần quật thì cũng chỉ có đủ được mấy nhiêu miệng ăn. Về phần chị, ngay từ lúc còn nhỏ rồi đến tận khi lớn lên, chị Duân cũng chỉ biết lên rừng đốn củi bẻ măng hoặc là ra bãi biển mò lấy con cua con ốc về để ăn. Năm 93, chị xây dựng gia đình với anh Nguyễn Văn Long, là một người đàn ông cùng quê, cũng theo bố mẹ ra Vân Đồn để làm kinh tế. Tưởng rằng cuộc đời bước sang một chương mới, ít nhất là cả hai vợ chồng chung lưng đấu cật dựa vào nhau mà sống. Thế nhưng tạo hóa trêu người, kể từ khi lập gia đình, gánh nặng lại chồng chất nhiều hơn lên trên đôi vai gầy của chị. Anh Long chồng chị bị bệnh béo phì, khiến cho anh từ người bình thường tăng lên tới 140kg. Nếu như có tiền được chữa trị thì có thể là những căn bệnh này sẽ khỏi, nhưng bởi vì nhà nghèo, tiền ăn còn chẳng đủ thì lấy đâu ra cái tiền để chữa trị. Cuộc sống cùng quẫn khiến cho anh dần mất trí rồi trở thành người bị bệnh tâm thần. Cũng may anh chị kịp có với nhau 3 đứa con. Đó cũng là niềm hạnh phúc và là động lực lớn đối với chị. Và cũng may mắn, 2 trai 1 gái của anh chị đều ngoan ngoãn, xinh đẹp, học giỏi và chăm ngoan. Thôi thì ông trời không cho ai mọi thứ. Với anh Long chị Duân, 3 thiên thần nhỏ ấy là mọi hy vọng, là cái tương lai để cho chị phấn đấu tiếp tục, dù có phải trả giá như thế nào. Thế nhưng, ai mà nói hết được chứ ngờ. Mọi chuyện trên đời thật chẳng biết có thể dùng thứ ngôn từ gì để có thể diễn đạt được hết. Định mệnh kinh hoàng nhất đã ập xuống. Ngày 11 tháng 8 năm 2006, tại khu vực đồi núi đắp danh giữa xã Hạ Long và xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, hay còn gọi là khu vực đồi máy bay rơi, 3 mẹ con chị Duân đã gặp phải thảm kịch. Nội hàm câu chuyện đó thì tạm thời chưa thể rõ ràng ngay được. Chỉ biết rằng là vào ngày hôm đó, sâu trong rừng, có một tên đàn ông lăm lăm trên tay là khẩu hàng nóng, khống chế cả 3 mẹ con chị khi đang đi lấy củi. Hắn ta đánh ngã và đẩy chị rơi xuống vực, rồi dùng vật sắc nhọn xuống tay, cướp đi sinh mạng của 2 em, một nữ một nam là con chị Duân. Lần lượt là em Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1993, 13 tuổi, và em Nguyễn Văn Lâm, 1995, 11 tuổi, giữa nơi núi rừng không bóng người. Sang tới ngày hôm sau, không thấy chị Duân về, anh Nguyễn Văn Vương là em trai ruột của chị cùng với mọi người trở đi tìm. Lần theo cái con đường đi lấy củi thường ngày của chị, lên đến khu vực giếng Cô Tiên dọc theo đường, thì cả đoàn tìm kiếm tìm thấy một vết trượt dài bên cạnh ta luy vực sâu. Linh tính mách bảo, anh Vương cũng nhảy theo vết trượt, lao xuống bên dưới khoảng 20 mét, thì bắt gặp được chị Duân trong tình trạng bất tỉnh, đầu, mũi có nhiều vết thương, mặt dính huyết dịch đã khô. Mọi người lập tức vội vàng đưa chị về bệnh viện tuyến huyện để cấp cứu và báo tin đến cơ quan công an. Và cho đến lúc ấy, cả Mai và Lâm đều chưa được tìm thấy. Đến khi tỉnh lại, dù là vẫn trong cơn nguy kịch, khi hai tình các con vẫn chưa được tìm thấy, chị Duân vẫn cố gắng gượng đưa ra chỉ dẫn, giúp cho gia đình và cơ quan công an tiếp tục tiến hành tổ chức tìm kiếm. Ký ức. Sau nhiều ngày nằm viện điều trị, thì cuối cùng chị Duân đã qua được cơn nguy kịch, dần hồi tỉnh và nhớ lại sự việc. Trong suốt quá trình đó, chị được các đồng chí công an thay nhau bảo vệ nghiêm ngặt,
tránh cho cái việc bị truy cùng diệt tận Bình Đồng Môn. Thiếu tá Hòa Văn Định, đội trưởng đội trọng án tỉnh Quảng Ninh khi đó còn nhớ như in rằng quãng thời gian đó đã là chuyển mùa, trời ban ngày thì se lạnh, về đêm tương đối rét. Đã vậy, thời tiết lại mưa gió liên tục. Các đồng chí công an ăn bờ ngủ bụi vốn đã thành quen thuộc, thế mà vẫn còn run lên vì lạnh nhưng vẫn cố bám địa bàn để hoàn thành nhiệm vụ. Ai cũng nhận định, với mức độ thương tích và mất nhiều huyết dịch như là trường hợp của chị Duân mà vẫn có thể sống sót được qua một ngày một đêm ở ngoài trời thì quả thực là ngoài sức tưởng tượng. Hẳn là chị phải có nghị lực và sức chịu đựng khủng khiếp thì mới có thể vượt qua được. Đến cả các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm nhất cũng không khỏi khâm phục và nể trọng với nghị lực ấy của chị. Đến khi chị đã tỉnh táo hoàn toàn, các anh mới tiếp cận để lấy thông tin. Cũng may mắn là các ký ức của chị tương đối liền mạch, giúp cho ngày xảy ra cái vụ án kinh hoàng càng trở nên rõ ràng hơn. Cụ thể vào ngày hôm ấy mới sớm tinh mơ, quãng đâu đó chừng khoảng 5 giờ sáng, chị đã trở dậy nấu nướng và đánh thức các con dậy ăn uống. Số cơm thừa còn lại cùng với ít muối vừng thì chị nắm lại đóng gói dùng để ăn trưa, kèm theo đồng đầy mấy bình nước giặt lưng. Khi mặt trời chưa ló dạng, ba mẹ con chị Duân đã kịp chuẩn bị đồ nghề, xách theo thuồng để đi lên rừng. Khi ấy, cậu con trai út mới lên 2 thì nằm ở nhà ngủ với bố. Vừa mới ra đến ngõ thì có một chị buôn na ở trên chợ huyện chạy đến nhà tìm và bảo với chị Duân về lịch hái na hôm nay. Chị nghĩ bụng, ừ cũng đúng, đã hứa với người ta rồi, là do mình chót quên. Đoạn chị bảo hai đứa con ngồi đợi, còn mình thì cùng với chị buôn na đi vào vườn, vạch từng cành na, hái những quả sắp mở mắt. Số là ở sau nhà chị có một mảnh vườn nhỏ trồng được mấy cây na, cũng gọi là gia tăng sản xuất. Ấy thế mà nó xài chĩu chịt, nhìn những quả na căng mọng, các em con của chị Duân thèm lắm nhưng cũng chẳng được ăn. Chỉ có quả na nào bị chim sơi mất đi một góc không bán được thì mới đến phần của các em. Nhà nghèo nên phải để dành cái tiền bán na để lo cho việc học hành, còn thức quả cao sang đó là để cho khách du lịch thưởng thức. Hai na xong đâu đấy, ba mẹ con chị mới lên đường vào rừng. Lại nói về Mai và Lâm, ở cái tuổi ấy, những đứa trẻ khác chỉ biết ăn, biết ngủ, chơi và học hành, nhưng hai chị em Mai và Lâm đã phải làm mọi việc giúp mẹ. Tranh thủ cái kỳ nghỉ hè, ba mẹ con chị Duân hôm thì xuống biển mò ngao bắt ốc, hôm lại lên rừng hái măng chặt củi. Cứ hễ cái gì kiếm ra tiền, ra thịt là cả ba mẹ con chị đều làm quần quật từ sáng đến đêm. Cứ ra khỏi nhà từ sáng sớm thì mãi đến chiều tối mới về đến nhà. Kể lại được một đoạn, nước mắt chị lại trào ra. Cơn đau đầu ập đến khiến cho chị nhăn nhúm hết cả mặt, ôm đầu vật vã. Phải tới một hồi xong thì chị mới tiếp tục kể được. Mấy mẹ con chị đi bộ vào sâu trong rừng, quãng chừng hơn tiếng đồng hồ thì đi đến khu vực rừng có tên là Khe Ngái. Tại đây, chị giục các con cùng chặt củi đào măng, cố gắng lấy đủ cho sớm thì chặt thêm ít cành mang về để rào ruộng lúa, tránh cho trâu bò lợn gà của hàng xóm kéo đến phá, không có thu hoạch thì lại đói. Cứ như vậy, ba mẹ con chị loay hoay đến đoạn rừng tre mọc tùm, thấy măng lởm chởm thì vui mừng khôn xiết. Chị dùng chiếc rựa để phát quan bụi tre, những gốc măng lộ ra. Mai cầm chiếc thủ nhỏ đục vào gốc, rồi lôi ra những búp non tơ mơn mờn sau mấy trận mưa tầm tã. Lâm khi đó còn nhỏ, hãy cứ lăng xăng quấn chân mẹ và chị. Mai rúc vào bụi tre, đào được củ nào thì lại ném ra ngoài, còn Lâm thì nhặt rồi đẽo vợi gốc, bóc bớt vỏ và cho vào bao. Mai cứ mỗi lúc lại rúc sâu hơn vào trong hốc tre, gai tre sắc nhọn xé rách quần áo, cứa vào da thịt tứ lực. Lấy được nhiều măng, cả ba mẹ con cười rình rích. Đàn chim từ đâu kéo đến hót líu lo vang động cả núi rừng. Và người mẹ ấy nhìn hai đứa con chăm ngoan, thấy lòng mình phơi phới, mọi sự mệt nhọc lo toan gần như tan biến đâu cả. Thấy lượng măng đã sắp ngập bao, sợ là không vác về nổi, chị Duân mới bảo hai người con nghỉ tay không đào măng nữa, để dành cho buổi ngày mai. Thế rồi cả ba mẹ con chuyển sang chặt những cành tre nhỏ để mang về làm rào. Vừa đốn hạ được hai bó nhỏ thì bất thình lình có một tiếng nói lạnh lùng vang lên phía sau lưng. Chị giật mình kinh hãi ngoái đầu quay lại, sững người khi trông thấy có một tên đàn ông mặc áo lụp xụp, đầu bị khăn kín mít, chỉ để hở mũi hai con mắt. Hắn ta đằng đằng sát khí, lăm lăm trên tay làm con hàng nóng trông đến rợn người, rồi giương cái khẩu hàng nóng to tướng ấy lên,
chĩa thẳng vào đầu chị rồi lại dí vào đầu hai đứa con chị. Trong cái cảnh ấy, chị Duân bùn rùn chân tay, không đứng nổi nữa, cứ trực chờ khuỵu xuống. Thế rồi chị vội quỳ mọc xuống dưới đất, chắp hai tay trước ngực, khóc lóc ầm ĩ van xin tên đàn ông kia tha mạng. Mặc kệ cho những lời cầu xin của chị, hắn ta vẫn cứ luôn mồm đòi đưa tiền, cho dù chị đã hết nước hết cái trình bày là không có lấy nổi một đồng nào để đưa cho hắn. Được một lúc, tên đàn ông đấy như cáu tiết, bỗng nhiên dương hàng nóng lên trời, nổ đoàn lên một cái rùng trời. Chị lại càng sợ hãi, co rúm người thảm thiết van xin. Sau một hồi giằng co trèo kéo, đòi tiền không xong, thì tên này rút trong người ra một sợi dây thừng to tù chạm, chói rồi buộc nối tiếp nhau cả ba mẹ con chị Duân theo dạng tù binh. Trong đó chị Duân bị buộc ở cuối cùng của hàng. Xong xuôi, hắn ta giằng lấy con rựa mà chị Duân dùng để phát tre, chặt củi đem dắt vào lưng quần. Tiếp tục, tên này bắt ba mẹ con chị đứng dậy, dí hàng nóng vào lưng chị, rồi bắt cả ba mẹ con men theo đường lối đi vào sâu trong rừng. Đi được đâu đó quãng độ nửa tiếng, đến đoạn rừng hoang thưa người qua lại thuộc khu vực thung lũng Cô Tiên, hắn ta yêu cầu dừng lại. Lúc này tên khốn nạn tháo dây cho chị Duân, rồi trói hai chị em Mai Lâm vào gốc cây bằng sợi dây thừng to đùng đó, bỏ mặc cho hai em trong tình trạng hoảng hốt khóc lóc thảm thiết. Thấy tình cảnh nguy hiểm tính mạng, chị Duân đã xin tên này thả cho hai cháu về để có thể lấy tiền đưa cho hắn, chỉ cần giữ lại có mình chị là đủ. Nghe thấy vậy, hắn ta suy nghĩ một lúc rồi bảo là không được, vì nếu như hai đứa bé mà trốn về mạch người lớn lên rừng giúp, thì hắn ta sẽ vừa không lấy được tiền mà lại vừa bị bại lộ. Đáp xong, tên đàn ông đó sờ nắn khắp người chị để tìm tiền, cuối cùng thì móc ra được 30.000 đồng trong túi áo ngực của chị. Hắn lúc đó tức điên lên như là phát rồ phát dại. Quả thực là do quá hoảng sợ, thế nên chị Duân cũng quên đi luôn cái số tiền sáng hôm đó bán na hay còn để trong túi áo. Về phần tên cướp, hắn ta gầm thét đòi nã kẹo đồng, đòi lấy mạng một hồi, thì thúc hàng nóng vào lưng chị và bắt chị đi xuống dưới khe sâu. Đến đoạn lưng chừng dốc, gặp được một tảng đá bằng phẳng, hắn ta bảo chị dừng lại, ngồi lên trên đó. Rồi hắn giở trò đốn mặt, lấy tay sờ soạng sàm sỡ khắp người chị Duân. Chị vừa chống cự, vừa nói rằng mình đang đến thắng. Nghe thấy như vậy, tên khốn mặt lại càng làm tới. Hắn ta thọc tay vào bên trong, giật cho bằng được cái băng vệ sinh của chị rồi ném đi nằm chầm chờ. Đoạn rồi lại tiếp tục lao vào chị. Hắn ta càng hung hăng thì chị lại càng chống trả quyết liệt. Được một lúc, không làm được chuyện gì cả, tên này nổi cơn điên tức giận, gào rú rồi thu tay lại và lại tiếp tục dòng chị đi tiếp. Đến đoạn dốc đứng, chị bị bất ngờ ngã xuống, và kể từ đó không biết gì nữa, cũng chẳng hề cảm thấy đau đớn gì. Sau này qua cấp cứu, khám chữa và giám định, thì kết luận được đưa ra là chị đã bị tên cầm thú ấy dùng con rựa giật từ tay chị từ trước, đứng ở phía sau làm nhiều nhát rất lạnh lùng, bất ngờ và trong câm lặng khiến cho chị ngã bổ chừng, bất tỉnh nhân sự dưới vực. Sự việc sau đó thế nào thì chị cũng không còn biết nữa, cho đến khi địch tìm thấy và hồi tỉnh lại. Phải đến 9 giờ sáng hôm sau, chị buôn na ở trên chợ huyện lại tìm đến nhà chị Duân để mua na tiếp. Tuy nhiên trong nhà khi đó chỉ còn có anh Long cùng với bé Út mới lên hai nhà chị. Khi ấy anh Long bị bệnh rất nặng, đầu óc ngớ ngẩn, lúc nhớ lúc quên, lúc tỉnh lúc mơ, hỏi gì thì cũng không biết không hay. Được một lúc, như thể là anh Long chợt bừng tỉnh, trả lời chị bán na đang mang đầy thắc mắc rằng có thể là mẹ con chị Duân đã đi sang bên nhà ngoại, bởi vì đi rừng từ hôm qua đến giờ mà chưa về thì chỉ có thể có khả năng lớn nhất là sang bên nhà ngoại mà thôi. Ấp ừ được mấy câu, chị buôn na lại trở về chợ bán hàng. Xong xuôi vẫn còn đó là thắc mắc, không biết là ba mẹ con chị Duân đi đâu. Chị này lại tìm đến nhà thì vẫn không thấy bóng dáng chị Duân. Thấy chuyện lạ, chị buôn na mới đi sang nhà chị dâu của anh Long hỏi. Chị dâu chạy đến nhà mẹ đẻ anh Long để thông báo. Khi ấy bên nhà chồng của chị Duân thì cũng có khẳng định giống như anh Long, là chắc hẳn ba mẹ con chị Duân đã về bên nhà ngoại rồi. Nhưng vẫn không yên tâm, mấy người nhà bên anh Long bảo chị buôn na đợi, rồi chạy sang bên nhà mẹ đẻ chị Duân nói. Lúc này sự việc lại càng kỳ lạ hơn. Mẹ của chị Duân khẳng định việc chị dẫn con sang đây chơi là có, và đó cũng là một chuyện bình thường. Thế nhưng bất thường là ở chỗ, kể từ cái ngày chị đi lấy chồng cho đến nay thì chưa bao giờ chị ngủ lại qua đêm ở nhà mẹ đẻ. Lúc này ai ai cũng hoảng hốt, hô hào nhau chia năm xẻ bảy ra đi tìm. Men theo lộ trình đi lấy củi quen thuộc của chị Duân,
thì mãi đến 13 giờ 30 phút ngày 12 tháng 8 mới tìm thấy được chị Duân đang trong cơn nguy kịch, phơi mình trong gió sương. Tìm được chị, mọi người thay phiên nhau cõng xuống núi, gọi sẵn xe cứu thương rồi đưa chị đến bệnh viện Vân Đồn cấp cứu. Nằm ở viện Vân Đồn được 2 ngày, chị được thuyên chuyển sang bệnh viện Cọc 7 ở Cẩm Phả. Tại thời điểm mà chị Duân được tìm thấy, huyết dịch từ những vết thương hở do kẻ cầm thú kia xuống tay ở phần đầu đã nhỏ xuống dưới đất đọng thành vũng, roi bọ lông ngục. Tay chân, mặt mũi đều bị muỗi đốt không biết bao nhiêu mà tả xít. Da rẻ thì phồng rộp sừng tấy. Cộng thêm với các yếu tố khác nữa giúp cho chị có thể sống sót là trước đó mấy ngày trời mưa lớn, sụt sùi liên hồi. Còn vào cái đêm mà chị không trở về thì lại không mưa, thế nên không có nước hay là đất cát xâm nhập vào bên trong cơ thể khiến cho đường thở bị ngắt. Trong suốt thời gian nằm viện, chị cứ liên tục hỏi về hai đứa con. Ai ai cũng bảo là không sao, chúng đều khỏe mạnh và bắt đầu đi học rồi. Do không ai muốn hai đứa nhỏ thấy mẹ bị thương nặng nên mới không cho vào thăm. Chị lúc ấy thì nghĩ rằng nếu như tên ác thú đó đã không làm gì được chị, cũng chẳng có gì để cho hắn ta lấy thêm, và hắn thì cũng đã xuống tay với chị để xả giận rồi, thì chắc là hai đứa nhỏ cũng chẳng còn có giá trị gì với hắn. Nên cái chuyện hai đứa còn sống và thoát được âu cũng là một chuyện dễ hiểu. Nhưng có vẻ càng lúc chị càng nóng ruột, liên tục tra hỏi gay gắt về tình hình con mình. Khi hay tin Lâm đã về tới thế giới bên kia, còn Mai thì vẫn chưa được tìm thấy, chị Duân ngất xỉu. Đáng lý ra chị nằm viện chừng hơn một tháng là đã có thể xuất viện, nhưng bởi tin tức của hai người con của mình như vậy đã khiến cho chị suy sụp. Nằm viện tới 4 tháng trời thì mới bắt đầu tập đi, phục hồi chức năng trở lại. Hậu quả để lại khiến cho tay chân chị co rút, vận động khó khăn, gần như là bại liệt nửa người. Và buồn hơn nữa là anh chị em của chị ai cũng nghèo khó, nên cơ sự xảy đến lớn lao như vậy mà cũng chẳng có thể nhờ cậy được ai. Phần ký ức của chị Duân đã giúp cho các điều tra viên rõ hơn về bối cảnh tấm màn bí ẩn đang che khuất. Tuy nhiên có một thực tế khó phủ nhận rằng địa điểm nơi xảy ra vụ thảm án lại ở nơi hoang vu thưa người qua lại. Kẻ gây án không có thêm bất cứ ấn tượng nào khác ngoài những ký ức của chị Duân. Đối mặt với một thủ phạm máu lạnh, thoát ẩn thoát hiện, một hiện trường không có quá nhiều manh mối như vậy, đặc biệt là thời tiết mưa gió lạnh lẽo và thời gian đang dần trôi qua, thì làm thế nào để có thể phá giải được vụ án này? Kẻ nào là tên cầm thú có thể làm ra những chuyện khốn nạn khủng khiếp đến như vậy? Chuyện gì đã xảy ra với Lâm? Mai hiện giờ đang ở đâu? Mệnh hệ như thế nào? Liệu em có chung số phận như là người em trai của mình, hay là đã may mắn thoát nạn giống như mẹ? Hoặc cũng có thể là em đã và đang trải qua những gì không giống với hai người họ ư? Sự thật nằm phía sau vụ án kinh hoàng rung chuyển nơi núi đường bình yên đó là gì? Hành trình phá án sẽ diễn ra như thế nào? Còn chuyện gì sẽ chờ đợi cơ quan điều tra ở phía trước? Đón xem phần 2 tại Độc Thám TV. Tiếp nối phần 1, làm thế nào để có thể phá giải được vụ án này? Kẻ nào là tên cầm thú có thể làm ra những chuyện khốn nạn khủng khiếp đến như vậy? Chuyện gì đã xảy ra với Lâm? Mai hiện giờ đang ở đâu? Mệnh hệ thế nào? Liệu em có chung số phận như người em trai của mình, hay đã may mắn thoát nạn như mẹ? Hoặc cũng có thể là em đã và đang trải qua những gì không giống với hai người họ. Sự thật nằm phía sau vụ án kinh hoàng rung chuyển nơi núi rừng bình yên đó là gì? Hành trình phá án sẽ diễn ra như thế nào? Còn chuyện gì chờ đợi cơ quan điều tra ở phía trước? Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Truy lục. Đối với thảm họa định mệnh trên trời ập xuống gia đình chị Duân, kẻ thù ác rồi sẽ phải chắc chắn trả giá. Xong, với những chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ, với các trinh sát từng giải quyết những vụ trọng án kinh hoàng nhất, thì đây thực sự là một vụ án vô cùng căng thẳng. Qua xác minh hiện trường, lời kể và ký ức của chị Duân, các trinh sát đã nắm được một phần về đối tượng này. Các anh đưa ra nhận định, hắn ta thực sự là một kẻ máu lạnh, xuống tay hết sức vô nhân tính. Ngay sau khi mà chị Duân được tìm thấy bất tỉnh ở khe núi, chỗ đoạn thung lũng Cổ Tiên thuộc thôn Khe Ngái, xã Đoàn Kết, Vân Đồn, Quảng Ninh, thì những người thân, hàng xóm, chính quyền, quân đội, công an tiếp tục tổ chức tìm kiếm, lật tung từng cánh rừng, hốc đá để tìm hai cháu bé con chị. Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn còn ra nghị quyết yêu cầu các cán bộ, dân quân và nhân dân đều phải đóng góp ít nhất 3 ngày công để đi tìm kiếm nạn nhân. Cả làng cả xóm đều rất nhiệt tình tham gia. Bất kể là người lạ, người quen của gia đình cũng đều cùng nhau xông lên núi,
chia rừng thành từng ô, tìm kiếm mọi ngóc ngách. Thậm chí một vài nhà ngoại cảm cũng được huy động vào cuộc. Tổng số đã có nhiều ngàn lượt người vào rừng để tham gia tìm kiếm. Mất thời gian tính theo ngày thì Lâm cuối cùng cũng đã hiện diện. Em được tìm thấy trong tình trạng đã ngưng thở, phơi mình ở dưới khe núi. Ngay lập tức em được mọi người quấn chăn khiêng về. Những người có mặt ai nấy đều xót thương cực độ, vô cùng phẫn nộ trước tội phạm mà kẻ gây án đã thực hiện. Chỉ mới hơn 10, tay không tức sắt mà tên cầm thú ấy nỡ lòng nào xuống tay đến mức không còn tính người như vậy. Ngay sau khi phát hiện ra Lâm, công an huyện Vân Đồn đã báo cáo chuyển hồ sơ lên công an tỉnh Quảng Ninh. Ngay lập tức, công an tỉnh Quảng Ninh đã thành lập ban chuyên án dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Trịnh Đình Ái, khi đó là phó giám đốc công an tỉnh làm trưởng ban. Đội điều tra trọng án thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội cùng với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc xuống địa bàn nắm tình hình, nghiệm thi, rà soát các đối tượng trên địa bàn. Lực lượng điều tra đã dựng lều trong rừng, ngày đêm lục tung cánh rừng để tìm kiếm manh mối. Công tác nghiệm thi cũng được tiến hành. Qua đó cho thấy tại đỉnh thái dương trái có tới 3 vết thương rạch ra, bờ mép sắc gọn, trong đó 2 vết thương làm vỡ phần chứa não, bung cả mảnh sọ ra ngoài. Qua nhiều ngày điều tra ngoài hiện trường, cơ quan điều tra xác định rằng đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Hiện tại xác định chính xác kẻ thủ ác đã xuống tay hòng tước đoạt đi sinh mệnh của chị Duân và em Lâm. Riêng chị Duân thì đã may mắn thoát tử nạn. Cho đến hiện tại, chỉ còn Mai là bạc vô âm tín, sống không thấy người, ra đi không thấy thi. Tại khu vực thung lũng Cô Tiên Khe Ngái, có nhiều lối mòn do các hộ gia đình trồng rừng đi lại. Nhưng vào thời điểm xảy ra vụ án lại là vào mùa mưa, thế nên ít người đi vào rừng, thành ra lại tương đối hoang vắng, cực kỳ khó tìm kiếm nhân chứng hay là vận động của chúng nhân dân tố giác tội phạm. Vì không phải ai cũng có được thông tin khả quan cho công cuộc điều tra, bởi gần như không có quá nhiều sự chú ý đến phía khu núi rừng. Quay trở lại với địa bàn, từ khu vực thung lũng, xác định địa hình có các lối mòn dẫn sang các xã bên bao gồm Vạn Yên, Đoàn Kết, Hạ Long. Lập tức, các mũi trinh sát đã nhanh chóng được phân công cất cử đi theo các lối mòn để tìm kiếm vật chứng, phán đoán đường đi nửa bước của kẻ gây án. Trong quá trình khoanh vùng địa bàn, lực lượng điều tra đã phát hiện ra tại khu vực đồi máy bay rơi, nơi giáp ranh giữa xã Hạ Long và xã Đoàn Kết, có hai cuộn dây thừng buộc lại với nhau bằng 3 nút thắt cố định. Các đoạn dây thừng này được tìm thấy cách nơi phát hiện ra Lâm khoảng chừng 10 mét. Bên cạnh đó, cách vị trí tìm thấy Lâm khoảng 80 mét, cơ quan điều tra cũng tìm thấy một mảnh băng vệ sinh phụ nữ có thấm chất màu nâu đóng két lại, một chiếc khăn mùi xoa dính huyết dịch đã khô và khăn rửa mặt loại nhỏ còn mới. Cái vị trí nơi phát hiện ra miếng giấy vệ sinh khoảng 500 mét có 2 bó tre, đồng thời xác định nơi phát hiện ra 2 bó tre này chính là địa điểm mà ba mẹ con chị Duân bị khống chế. Tuy nhiên cho đến lúc này, thông tin về Mai vẫn bật vô âm tín, không có một tín hiệu nào. Dù khả năng cao là em đã lành ít dữ nhiều, thế nhưng vẫn chưa thể tìm thấy. Tất cả các lực lượng bộ đội, dân quân, công an cùng với người dân liên tục tổ chức nhiều lượt tìm kiếm trong suốt một tháng trời mà vẫn không hề thấy em đâu cho đến khi buộc phải dừng lại. Rà soát lại hiện trường manh mối các dấu vết thu thập được và qua ký ức lời kể của chị Duân, các trinh sát đã nắm được một phần về đối tượng này. Hắn là một kẻ máu lạnh, xuống tay hết sức dã man. Với những tên cướp thông thường, nếu như không lấy được tiền hoặc thực hiện hành vi bị ổi không thành công thì chúng sẽ bỏ trốn. Có đằng này, hắn ta xuống tay với tất cả. Nổi bật thêm ở chỗ là hắn không cố gắng thực hiện hành vi bị ổi đến cùng. Tuy là vấp phải sự chống trả quyết liệt của chị Duân, chỉ khi hắn định rời cho đôi bại, thế nhưng hai người con đang bị khống chế, hắn lại có cả hàng nóng và hàng lạnh trong tay. Đồng thời cái vị trí gây án nằm ở giữa nơi núi rừng hoang vắng hiu quạnh, khi không sơ múi được gì, hắn đành thôi. Rồi khi đang dí hàng nóng vào lưng chị để bắt chị tiến bước, thì lại đang tâm dùng đựa xuống tay trong hoàn cảnh chị không hề chống cự, rằm rắp nghe lời, cũng chẳng hề gây nguy hiểm gì và hắn ta chưa hề lộ danh tính. Qua đó có thể thấy kẻ gây án này có mục đích xuống tay không hề rõ ràng. Trong vụ án này, mặc dù chị Duân không nhìn rõ đối tượng, không xác định được chính xác nhân dạng hay đặc điểm cơ thể đặc trưng bởi vì kẻ gây án mặc áo mưa lụp sụp và bịt kín mặt, thế nhưng đôi mắt và giọng nói của hắn thì để lại những ám ảnh kinh hoàng cho chị. Qua những thông tin mà chị cung cấp, lực lượng công an trên địa bàn đã tiến hành khoanh vùng, đưa hàng loạt các đối tượng vào diện nghi vấn để có thể theo dõi điều tra. Những tên cục cằn thô lỗ có sự bất minh về gì biến động, thời gian biểu, hành vi thái độ hoặc là có những thói quen oái oăm đều được đặc biệt chú ý. Thậm chí các anh còn vào tận trong Nam hay Tây Nguyên lần theo những đối tượng di trú sau khi xảy ra vụ án. Càng lúc, thời gian lại càng không đứng về phía cơ quan điều tra khi mà đối tượng vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, khiến cho người dân ở cái nơi huyện đảo du lịch Thanh Bình ấy vô cùng khiếp sợ. Màn đêm buông xuống, người dân không dám ra đường, trẻ em thì được bố mẹ theo sát,
Người dân địa phương lại càng hãi hùng hơn khi nghĩ lại những vụ cưỡng bức đã xảy ra trước đó trong quá khứ với một số nạn nhân là học sinh trung học phổ thông ở huyện. Thậm chí đã có một vài cô nữ sinh tố cáo rằng là có một kẻ đồi bại bịt mặt chặn đường chuyên bắt cóc nữ sinh vào nghĩa trang để làm trò đồi bại. Lực lượng cũng đã nhanh chóng lao vào điều tra rốt ráo nhưng vẫn chưa tóm được đối tượng. Trong tất cả hoàn cảnh đó lại xảy ra cái vụ án đối với mẹ con chị Duân gây chấn động thì càng khiến cho người dân vô cùng sợ hãi hơn và càng đè nặng áp lực lên vai các chiến sĩ công an. Ai nấy cũng đều thực sự như đang ngồi trên đống lửa. Trong lúc mà công tác điều tra chưa có nhiều tiến triển, hành tung của tên tội phạm vẫn bạc vô âm tín, không có lấy một dấu vết nào đáng chú ý nhằm lần ra được hắn để lại tại hiện trường. Thì vào chiều ngày 13 tháng 11 năm 2006, tức là 3 tháng sau ngày xảy ra vụ án khủng khiếp trên núi Cô Tiên, anh Bùi Công Tương, chú tại thôn Khe Ngái, xã Đoàn Kết, trong lúc đi vào rừng lấy củi, đến đoạn lội qua suối đã có một phát hiện kinh hoàng. Đó là một bộ cốt trắng xóa, cơ thể đã phân hủy gần như hoàn toàn, nằm trong chiếc áo vải hoa dài tay và chiếc quần công nhân màu xanh. Ngay lập tức, anh Tường đã báo lại với công an huyện, lực lượng cũng nhanh chóng tổ chức tiến vào rừng. Tiếp cận và thu thập mẫu vật, bộ quần áo của bộ cốt đã được chị Duân xác nhận là của con gái mình, em Nguyễn Thị Mai. Sau khi tiến hành giám định ADN, Viện Khoa Hình sự Bộ Công an cũng đưa ra kết luận, xác nhận mẫu răng của bộ thi được tìm thấy có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ với chị Duân. Từ đây, sau khi điều nghiên kỹ lưỡng và họp bàn, ban chuyên án mới xác định sau khi tên cầm thú xuống tay với Mai, kẻ này đã ném em xuống suối. Thời tiết ở những ngày đó có mưa lớn, cộng thêm với nước suối chảy xiết khiến cho Mai bị trôi mạnh rồi mắc vào một thân cây lớn nên đã kẹt lại dưới lòng suối. Và cũng chính vì thế, mặc cho công sức của hàng ngàn người tìm kiếm ngang dọc trong rừng mà vẫn không có hiệu quả. Chỉ đến khi mùa khô bắt đầu, lòng suối cạn trơ đáy thì Mai mới được lộ ra và được tìm thấy. Tuy nhiên thì cũng bởi qua từng ấy ngày tháng, thịt da đã tan rác cả, chỉ còn lại là một bộ cốt trắng. Thậm chí, một vài mẩu xương cũng đã bị nước quấn đi, khó có thể nào tìm thấy được đầy đủ hoàn toàn. Quá tàn bạc vậy. Trong khi mà vụ thảm án xảy ra với mẹ con chị Duân vẫn còn đang trong quá trình ráo riết điều tra, các trinh sát không quản ngày đêm liên tục rà soát các đối tượng, chia nhau theo dõi điều nhiên, thì cũng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh lại xảy ra một vụ án khác. Chồng chất thêm áp lực gánh nặng lên vai của cơ quan điều tra cũng như là bao phủ một lớp màn hoang mang, lo sợ, bất an xuống tất cả người dân. Cách nơi xảy ra vụ án với mẹ con chị Duân quãng chừng 20 cây số, một gia đình trú tại khu 2, phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả, nay là thành phố Cẩm Phả, đã diễn ra một vụ cướp của chồng chớp nhoáng. Đó là gia đình vợ chồng ông Nguyễn Sĩ Điều, sinh năm 1955, và vợ là bà Lê Thị Lân. Cụ thể thì vào khoảng gần 20 giờ tối ngày 7 tháng 1 năm 2007, khi mà vợ chồng ông Điều, bà Lân đang ngồi xem TV ở phòng khách, thì bất chợt có một tên đàn ông bịt mặt xông thẳng vào nhà từ phía cửa chính, đầu đội mũ len kín mít chỉ để hở mỗi hai con mắt. Trên tay lăm lăm một khẩu hàng nóng to đùng đã cưa nằm, nhìn đằng đằng sát khí. Không nói không rằng, vừa xông vào được phía trong nhà, hắn ta đã ngang nhiên nã luôn một phát vào tường bếp để thử y, nổ to đùng đoàng. Sau phát nhà khói ấy, tên này nêu ra yêu cầu đòi tiền. Ông Điều vừa van xin vừa trình bày là do gia đình vừa mới xây nhà nên hiện tại chẳng thể nào đào đâu ra được tiền. Không đợi đến câu thứ hai, tên máu lạnh liền dí ngay cái nòng hàng nóng vào lưng bà Lân rồi buông lời đe dọa sẽ tiễn bà sang ngay thế giới bên kia. Nói đoạn, hắn ta bắt cả hai vợ chồng ông Điều đứng dậy, dẫn đi khắp tất cả mọi ngóc ngách trong nhà để lục soát. Tuy nhiên thì đúng thật là cả căn nhà và phát súng thụy uy chỉ giúp được cho hắn chiếm được vài chục nghìn đồng tiền mặt. Không tin rằng bao nhiêu việc hắn làm chỉ đáng giá co vậy, tên này cua được sợi dây trong nhà ông Điều, giờ bắt bà Lân trói ông Điều lại kèm thêm lời hăm dọa. Nếu như mà một trong hai người dám thao dây bỏ chạy hoặc kêu cứu thì hắn ta sẽ loại bỏ cả hai để tất cả cùng lên đường thăng thiên luôn một thể. Khống chế hai vợ chồng ông Điều xong, tên này lại ra sức đi lung sục khắp căn nhà thêm một lần nữa. Và ở lần này, hắn ta lôi ra ở phía đầu giường ngủ của ông Điều bà Lân được một chiếc cặp vali, bên trong có chứa 30 triệu đồng tiền mặt. Thu hết đống tiền vào trong người, tên này nhặt lấy khóa rồi khóa cửa ngoài và tẩu thoát khỏi hiện trường gây án, bỏ mặc lại vợ chồng ông Điều đang bị nhốt trong nhà. Trước khi bỏ đi, hắn ta còn buông một câu lưng chừng, đe dọa rằng nếu như dám báo lực lượng công an thì hắn ta sẽ quăng lựu vào căn nhà, cho sập, đưa cả nhà ông Điều sang thế giới bên kia. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng đã khám nghiệm hiện trường và cho ra kết quả. Trên tường bếp nhà ông Điều có vết rạ vỡ của gạch ốp, bề mặt có ánh kim loại màu chì. Bên tường cũng phát hiện ra vùng bụi chì dính lại.
Trong lỗ thủng có 3 mảnh kim loại màu chì mỏng. Trong khi mà tung tích của tên cướp bí ẩn gây án tại nhà ông Điều vẫn chưa lộ diện và vụ án xảy ra với hai mẹ con chị Duân trên khu vực rừng núi hoang vắng chưa có tiến triển khả quan, thì bất ngờ chỉ có một tuần sau đó, vào ngày 15 tháng 1 năm 2007, lại là vào khoảng 20 giờ tối, tại nhà anh Trần Văn Hậu và chị Vũ Thị Nhung, trú tại tổ 16 khu 2 phường Cửa Ông, cách nhà ông Điều bà Lân chỉ khoảng 500m, xảy ra một vụ đột nhập chiếm đoạt tài sản trái phép. Trong vụ án này, tên cướp đội mũ len mang theo hàng nóng đã cơ nòng đột nhập từ phía cửa ngách của tầng hầm vào căn nhà. Hắn ta mò lên tầng 1, thấy chị Nhung đang lau nhà thì liền chạy đến khống chế, dẫn chị lên thẳng tầng trên. Sau đó, quan sát thấy anh Hậu và người con trai đang xem TV, tên này giơ hàng nóng nã ngay một phát vào tường để đe dọa. Và kết quả là hắn ta đã khống chế được cả gia đình này thành công, khiến cho không một ai dám manh động. Khống chế xong, hắn sai con trai của anh Hậu là em Thắng mở cửa tủ, lấy ra 1 triệu đồng để đưa cho hắn. Chưa thỏa mãn, tên này lại tiếp tục lục soát, lấy ra được thêm 200.000 đồng, một đôi hoa tai vàng và 3 nhẫn vàng cùng với chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Rado của anh Hậu. Lấy được tài sản, hắn ta vẫn nhốt vợ chồng anh Hậu ở trong nhà, dùng Thắng làm con tin, dẫn lên đồi ở phía sau nhà. Sau đó tên máu lạnh này ngồi nấp ở trên đồi cùng với Thắng cho đến 24 giờ đêm cùng ngày để nghe ngóng tình hình. Xác nhận rằng anh Hậu không trình báo hay là hô hoán thì mới thả Thắng trở về với bố mẹ, còn bản thân thì tẩu thoát khỏi hiện trường. Sau hai vụ án liên tiếp xảy ra vào đầu năm 2007 trên địa bàn thị xã Cẩm Phả, cơ quan điều tra cũng đã đi đến nhận định giữa hai vụ án có nhiều điểm tương đồng. Trong đó ít nhất tên này có khả năng là hoạt động một mình, không có đồng phạm, sử dụng hàng nóng cơ nòng, thường nã một phát để thị uy. Dấu vết để lại trên tường trong cả hai vụ cũng tương đồng, do đó nhiều khả năng là cả hai vụ án này đều do cùng một thủ phạm gây ra. Sau cuộc họp, các anh đã chỉ ra rằng hắn ta là một tên tương đối khôn ngoan, tinh vi và ranh mãnh, khi thường lựa chọn hiện trường gây án là những căn nhà ở nơi heo hút sát với bìa rừng để ra tay. Mỗi khi tiếp cận với nhà nào, hắn ta đã chắc chắn là có được sự theo dõi di biến động, thường chọn khung giờ mà cả gia đình có mặt và quây quần bên nhau tập trung lại một chỗ, nắm rõ về mọi ngóc ngách, đường đi nước bước và nghe ngóng xem nhà đó có tài sản giá trị hay không. Đặc biệt khi đã ra tay, tên tội phạm này tỏ ra rất bình tĩnh và lạnh lùng. Chỉ cần một sự kháng cự nhỏ thôi là hắn ta lập tức nã hàng dằn mặt và cũng chẳng hề nao núng mỗi khi đe dọa tính mạng của bất cứ ai. Mọi chuyện chưa lắng xuống thì chỉ khoảng 2 tuần lễ sau lại tiếp tục xảy ra một vụ chiếm đoạt tài sản trái pháp luật ở tỉnh Quảng Ninh một cách vô cùng manh động. Thủ pháp giống với hai vụ trước đó xảy ra trên địa bàn thị xã Cẩm Phả, nhưng thủ phạm lại chưa chắc đã là một. Tuy nhiên trong lần này có một điểm khác biệt so với hai vụ án xảy ra ở nhà ông Điều bà Lân và anh chị Hùng Nhung, đó là vụ án này đã bắt được kẻ gây án. Cụ thể vào tối ngày 29 tháng 1 năm 2007, tại gia đình ông Phan Đình Hùng và vợ là bà Quý, trú tại khu Đồn Điền, Hà Khẩu, Hạ Long, Quảng Ninh, cách cửa ông khoảng 50 cây số, có một kẻ đội mũ len trùm kín mặt chỉ để hở hai mắt, cầm theo một khẩu hàng nóng trèo tường đột nhập vào phía trong nhà và nhà kẹo đông kêu đung đoang kinh thiên động địa. Tại đây tên cướp này vô cùng manh động máu lạnh, hắn ta đã va chạm trực tiếp với người nhà của nạn nhân. Trong lúc xô sát hai bên giằng co, kẻ gây án đã nã một phát trúng ngực ông Hùng, để rồi hắn bị gia đình cùng những người hàng xóm có mặt kịp thời khống chế, bắt sống, trói lại và thu giữ được nhiều vật chứng, đồng thời trình báo tới cơ quan chức năng. Sau song cùng với đó, dù đã gọi cấp cứu nhưng khi đội ngũ y bác sĩ đến nơi thì ông Hùng đã không thể qua khỏi cơn nguy kịch, vĩnh viễn lìa xa trần thế trên một vũng đỏ thẫm lớn loang rộng. Về phần kẻ gây án, hắn ta bị trói lại và bắt quỳ ở sân nhà. Tuy rằng là mọi người vô cùng phẫn nộ, thế nhưng hắn ta đã khai nhận mình là một tên tội phạm, nên tất cả cùng chờ đợi cơ quan có thẩm quyền đến giải quyết. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã lập tức có mặt tại hiện trường, tiến hành khám xét và thu giữ ngay tại chỗ một khẩu thể thao cơ nòng, 39 viên kẹo đồng, một chiếc đồng hồ điện tử nhãn hiệu Rado, một điện thoại di động và số tiền mặt mà hắn ta vừa lấy được từ gia đình ông Hùng, bà Quý, cùng với một số giấy tờ cá nhân. Ngay sau đó thì tên này bị dẫn giải về trụ sở cơ quan công an. Trên bàn làm việc, đối diện với các điều tra viên, hắn ta khai nhận rằng bản thân có tên là Bùi Đức Lợi, sinh năm 1979, trú tại khu 4, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Trên các giấy tờ tùy thân thu giữ được của đối tượng cũng như bằng lái tàu kèm theo cũng đã thể hiện chính xác thông tin như hắn khai nhận. Chưa hết, một số vật chứng vô cùng quan trọng mà bà Quý nhận được tại hiện trường, đó là cuốn sổ tay của tên Lợi. Hay nói chính xác hơn, vật đó giống như là một cuốn nhật ký nhỏ của hắn. Và trong cuốn sổ đó,
Đến cả những điều tra viên dày dặn kinh nghiệm nhất cũng phải vô cùng bàng hoàng vì những câu từ vô cùng khiếp đảm. Hắn ta đã ghi chép lại bằng thứ chữ viết theo kiểu viết ngược tất cả về những ngày trước đó đã làm gì và ở đâu. Hiện hình. Trên thực tế, Lợi là một trong những đối tượng nghi vấn hàng đầu của ban chuyên án trong quá trình điều tra phá giải vụ án xảy ra với ba mẹ con chị Duân. Qua quá trình điều tra thu thập thông tin, các chiến sĩ nhận thấy rằng tên này có tính cách lập dị. Hắn thường xuyên ở trong rừng, hạn chế tiếp xúc quan hệ với mọi người. Không những vậy, Lợi còn là một trong những đối tượng thuộc diện tình nghi có liên quan đến một số vụ cưỡng em mây mưa xảy ra ở các năm trước trên địa bàn hắn sinh sống. Tuy nhiên thì vào thời điểm sau khi gây án với mẹ con chị Duân, dường như Lợi đã cảm nhận được có sự để ý theo dõi của cơ quan điều tra, nên mọi hành vi của hắn ta đều rất cẩn trọng. Thậm chí Lợi còn tỏ ra thái độ thách thức với các trinh sát công an địa bàn khi mà các anh gọi hắn lên trụ sở để thẩm vấn. Bên cạnh đó, trong quá trình điều tra, lực lượng trinh sát đã phải chia nhỏ theo dõi nhiều đối tượng cùng một lúc, nên đôi lúc Lợi đã lọt ra khỏi tầm kiểm soát. Ban đầu, Bùi Đức Lợi chỉ khai nhận rằng hắn ta gây án tại nhà ông Phan Đình Hùng ở khu vực Đồn Điền. Từ cuốn sổ ghi chép cộng thêm với những bằng chứng và xác minh rõ ràng vững chắc, cơ quan điều tra đã khẳng định hắn ta cũng chính là thủ phạm gây ra hai vụ án khiếp đảm ở cửa ông. Có nghĩa rằng Lợi là tác giả của cả ba vụ cướp hết sức manh động, táo tợn và máu lạnh xảy ra chỉ trong tháng 1 năm 2007 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Chưa dừng lại tại đó, Lợi còn chính là tên cầm thú máu lạnh mà các anh đang truy lùng gắt gao ráo riết đã gần nửa năm trời. Không ai khác, hắn ta chính là kẻ đã gây ra vụ án thảm đối với mẹ con chị Duân. Cụ thể thì ngay sau khi bắt được Lợi, lực lượng công an đã lập tức tiến hành khám xét nhà của Bùi Đức Lợi ở. Tại đây, cơ quan công an đã thu được nhiều tang chứng vật chứng, quan trọng nhất là đoạn dây màu vàng nhạt. Kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã khẳng định đoạn dây màu vàng nhạt dài 126cm thu được tại hiện trường vụ án xảy ra với mẹ con chị Duân ở thung lũng Cô Tiên phù hợp với đoạn dây thu được tại nhà của Bùi Đức Lợi khi khám xét vào ngày 29 tháng 1 năm 2007. Từ manh mối này, cùng với những chứng cứ không thể chối cãi, Bùi Đức Lợi đã tiếp tục khai nhận về những tội phạm mà hắn ta đã thực hiện vào năm 2006. Song song cùng lúc đó, chị Nguyễn Thị Duân được đưa đến để bí mật nhận dạng. Mặc dù là chị không thể nhớ được chính xác hắn ta trông như thế nào, phần bởi vì kẻ gây án đã bịt mặt, phần vì chị hoảng loạn sợ hãi, đến giọng nói của hắn ta theo thời gian cũng dần trở thành những mảnh ký ức hỗn độn không thực sự chính xác. Nhưng khi ngồi ở bên trong xe của cơ quan điều tra, nhìn ra phía bên ngoài nơi có các đối tượng nhận dạng, lướt qua một lượt, những tên cộm cán đến đâu cũng đều không làm cho chị có bất cứ cảm giác gì. Chỉ khi lướt ánh mắt đến Bùi Đức Lợi, chị Duân run bắn lên, sợ hãi không thốt nổi một lời nào. Hơn nữa, qua thực nghiệm hiện trường, không còn nghi ngờ gì nữa. Mọi vị trí mà Lợi chỉ điểm như là nơi giấu quần áo hay sợi dây đều chính xác. Những điều mà Lợi khai nhận cũng đều khớp hoàn toàn với những tình tiết xảy ra đối với chị Duân vào cái ngày định mệnh đó. Cuối cùng, sau nhiều ngày đêm đấu trí, khai thác bằng những lập luận sắc bén và bằng những chứng cứ không thể chối cãi, Bùi Đức Lợi đã phải cúi đầu khai nhận toàn bộ các hành vi vi phạm pháp luật của hắn một cách rõ ràng. Toàn bộ vụ án đã được Lợi khai nhận, được cơ quan công an ghi âm ghi hình để tránh việc phản cung. Trong bản kết luận điều tra vụ án của cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Quảng Ninh, ngoài tội cướp đoạt tính mạng người khác trái pháp luật cướp của thì Lợi còn phạm thêm tội giở trò thú tính đối bại với mày. Sự thật là gì? Hành trình phạm tội và tất cả các hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Đức Lợi đã diễn ra như thế nào? Có khi nào sự thật đã thật sự là sự thật hay chưa? Hắn còn có thể giở trò vẫy vùng gì hay không? Quá trình công lý sẽ được thực thi diễn biến ra sao? Đón xem phần 3 tại Độc Thám TV. Tiếp nối phần 2. Sự thật của toàn bộ vụ án là gì? Hành trình phạm tội và tất cả các hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Đức Lợi đã diễn ra như thế nào? Có khi nào sự thật đã thật sự là sự thật? Hắn còn có thể giở trò vẫy vùng gì không? Quá trình công lý được thực thi diễn biến ra sao? Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Phần 7. Theo kết luận điều tra, vào sáng ngày 11 tháng 8 năm 2006, Lợi đi xe ôm từ nhà đến khu vực thôn 5 xã Hạ Long, Vân Đồn. Từ đây, Lợi đi theo đường mòn mò vào phía trong rừng. Vẫn như thường lệ, hắn ta mang theo một khẩu hàng nóng nòng dài đã nhặt được từ lâu trước đó ở trên rừng do một nhóm thợ săn treo trên cây kèm theo cọ đồng.
cùng với một túi đựng dây thừng, nước uống, 3 chiếc bánh mì hiệu Kinh Đô, 4 đến 5 thỏi bánh kem xốp. Trên đường đi, hắn ta nhặt được một chiếc khăn bông thì liền lấy mang theo mình. Hắn khi đó mặc một chiếc áo mưa đã cũ màu loang lổ nên trông có vẻ hơi giống với áo giản dị. Mục đích chuyến đi này của Lợi là nhằm lên rừng đào lấy cây giống về trồng. Trên đường đi, thấy ba mẹ con chị Xuân đang lấy măng lấy củi thì bất chợt Lợi bỗng nhiên nảy ra lòng tham và máu dây, thèm muốn giở trò đổi bại. Để thực hiện cái ý muốn khốn nạn ác quỷ của mình, Lợi đã nấp sau những gốc cây to để quan sát, lấy tấm khăn nhặt được đem quấn quanh đầu kín mít mặt mũi, chỉ để hở mỗi hai con mắt rồi chờ đợi cơ hội ra tay. Đến khi ba mẹ con chị Xuân chuẩn bị ra về, chị buộc hai bó tre nhỏ chất lên vai cho Lâm và Mai đi trước, còn mình thì mang một bó to hơn nên đi sau đó vài phút. Hai đứa trẻ đang ríu rít trò chuyện thì bất ngờ Lợi từ phía trong lùm cây nhảy bổ ra chặn đường, giơ hàng nóng lên uy hiếp: "Chạy, tao bắn!" và khống chế hai em. Khi chị Xuân đi đến nơi, Lợi lập tức nã chỉ thiên để thị uy và dí thẳng vào người chị, yêu cầu chị phải nộp tiền để chuộc con. Chị bảo không có tiền, liền bị Lợi giật con rựa từ tay, kéo thốc lại, dùng dây thừng buộc trâu để trói hai tay chị cùng với hai con, tất cả thành một hàng theo kiểu tù binh. Xong xuôi thì Lợi ở phía sau cùng, tay cầm lấy một đầu dây thừng, vừa giật con rựa từ tay của chị Xuân, vừa dí vào lưng chị, ép buộc tất cả phải đi ngược về phía trong rừng sâu. Khi đi đến địa bàn thung lũng Cô Tiên, thuộc đồi Mé Bay Rơi ở thôn Khe Ngái, xã Đoàn Kết, Lợi trói Mai và Lâm vào một thân cây rồi yêu cầu chị Xuân về nhà lấy cho 1 triệu đồng lên chuộc con. Hắn ta còn đe dọa nếu như báo công an hoặc là tiết lộ với người khác thì cả hai em sẽ lập tức ra đi mãi mãi. Chị Xuân van xin, nói rằng mình là nhà nghèo, chồng bệnh tật không có tiền. Lợi lại vồ vập đến lục lọi trong người chị, lấy ra được 30.000 đồng tiền bán nà buổi sáng. Không lấy được số tiền như mong muốn, Lợi không dừng lại, hắn ta muốn làm cái trò đen tối với chị Xuân. Thế là tên này gầm lên với chị: "Để tao dạy mày cách kiếm tiền!" Dứt lời, Lợi dắt chị đi ra chỗ khác, cách chỗ trói hai em một đoạn. Hắn ta bắt chị cởi quần ra, nhưng chị lại không chịu và chống cự. Thế nên Lợi trực tiếp cái quần dài phía bên ngoài, cho tay vào, lôi ra băng vệ sinh và vứt đi. Thấy chị Xuân chống cự quyết liệt, Lợi lại dẫn chị đi thêm một đoạn nữa. Và rồi từ phía đằng sau, hắn ta lạnh lùng vung rựa lên phập xuống nhiều nhát vào đầu vào vai, làm cho chị Xuân gục xuống. Thấy chị Xuân đã ngã xuống, máu đỏ tươi túa ra mỗi lúc một nhiều, Lợi đẩy chị lăn xuống dưới khe núi cạnh đường mòn dẫn vào trong rừng sâu. Đứng từ phía trên nhìn xuống, thấy rằng chị Xuân chưa ngừng thở do quá trình lăn xuống và đập vào cành cây, làm cho chị bừng tỉnh và lồm ngồm bò giành giật lại sự sống. Lợi liền tụt xuống theo, quyết tâm gây án đến cùng, xuống tay thêm vài nhát nữa. Chỉ cho đến khi thấy chị đã nằm im thì Lợi mới dừng tay, quay lại chỗ trói Mai và Lâm, định bụng sẽ cởi trói, lừa hai em rằng nếu như chạy về nhà không báo ai và lấy tiền lên đây thì sẽ được gặp lại mẹ. Lúc này, khi mà Lợi vừa mới cởi trói cho Lâm thì em đã kịp giật đi tấm khăn hắn ta dùng để bịt mặt rồi bỏ chạy vào trong rừng. Lập tức, Lợi rú lên rồi đuổi theo em. Được khoảng 100 mét, sức lực của một con cầm thú máu lạnh đã thắng thế em. Vừa đuổi kịp, Lợi đã vùng ngay con rựa, thứ đã gây án với chị Xuân, vào thẳng đầu lưng của em nhiều nhát, cho đến khi gục hẳn không còn thở nữa. Gây án xong, Lợi bế thốc em lên và ném xuống khe sâu để phi tang. Xử lý xong xuôi, Lợi quay lại nơi trói Mai. Do quá sợ hãi nên ngay khi vừa được Lợi cởi trói, Mai liền vung lên bỏ chạy. Nhưng cũng giống như Lâm, Mai không chạy được quá lâu. Chỉ được một đoạn, Lợi đã đuổi kịp. Nhưng khác với Lâm, lán ta không dùng phần lưỡi của con rựa mà lại dùng phần sống phẳng nhiều nhát vào đầu và người, cho đến khi Mai ngất đi bất tỉnh. Hắn ta vác lên vai men theo đường rừng về hướng Khe Ngái. Trên dọc đường đi, Lợi đặt Mai xuống vệ đường, kéo tụt quần ngoài và quần trong rồi thực hiện cái trò khốn nạn của mình. Trong lúc đang hành sự, Lợi bất ngờ phát hiện ra Mai đã ngừng thở, vĩnh viễn ra đi. Do bị bất ngờ và quá hoảng sợ, Lợi lập tức dừng lại, mặc lại quần áo rồi lại tiếp tục vác lên vai quay trở lại khu vực thung lũng Cô Tiên và phi tang xuống dưới khe suối. Dọc đường vác Mai, Lợi phi tang con rựa. Các đồ vật khác như là túi, dây, quần áo mặc ngoài thì Lợi lại mang về khu rừng của nhà mình và đốt rồi đem chôn phi tang. Về phần khẩu hàng nóng nòng dài, đến ngày 18 tháng 12 năm 2006, Lợi thực hiện cưa ngắn nòng và bán. Phần thừa ra, hắn ta mang ném xuống dưới chân cầu bãi cháy. Về sau, do đã thực hiện hàng loạt các tội ác tưởng chừng như trót lọt, Lợi lại càng lúc càng ngông cuồng, ảo tưởng và do quẫn bách, thèm khát tiền bạc để có thể tiêu dùng, Lợi đã hạ quyết tâm sẽ đi gây án.
Sau hai lần gây án thành công ở cửa ông đối với gia đình ông Điều Bà Lân và anh Hậu Chị Nhung, Lợi lại càng táo tợn hơn. Để trốn tránh sự truy cứu của pháp luật, Lợi lẩn đi Hà Nội, Hải Phòng, rồi thuê nhà nghỉ ở và bao gái ăn chơi trác táng. Hết tiền, quen mùi, Lợi lại mò về Quảng Ninh, lang thang tìm kiếm con mồi để rồi lựa chọn ngôi biệt thự mới xây của gia đình ông Phan Đình Hùng ở phường Hà Khẩu, Hạ Long làm điểm gây án tiếp theo. Ngày 29 tháng 1 năm 2007, từ khoảng 18 giờ chiều, Lợi đã rình rập ở phía quanh nhà, thoát ẩn thoát hiện. Chó của nhà ông Hùng sủa liên hồi, gia chủ ra ngoài để kiểm tra thì hắn ta lại lặn mất tăm để lánh mặt đi. Đến khoảng 19 giờ, ông Hùng về đến nhà. Gia đình ông Hùng ngoài vợ chồng ông Hùng, con trai là anh Phan Đình Tường và con gái, thì ngày hôm đó còn có thêm mẹ đẻ, chị ruột và em gái ông Hùng đến chơi và ở lại ăn cơm. Cả nhà quây quần vui đùa vài câu đã vào khoảng 19:30. Khi đó thì ông Hùng đi tắm, bà Quý dắt mẹ chồng vào trong nhà vệ sinh, còn chị gái ông Hùng là bà Thu thì ra chuồng gấu của gia đình để kiểm tra nồi cháo mang cho gấu ăn tối. Nào ngờ, khi mà chị này vừa ra đến nơi thì bất chợt la lên thất thanh. Lợi chỉ đợi có vậy, xông ra uy hiếp, vòng tay ôm chặt vào bóp miệng của chị gái ông Hùng, tay lăm lăm khẩu cơ nằm. Nghe thấy vậy, vừa mới tắm xong, ông Hùng vội vã chạy ra mở cửa nhà thì Lợi đã lập tức xông vào trong nhà trấn áp ông, dí thẳng khẩu hàng nóng vào ngực của nạn nhân rồi hô hào đưa cho hắn ta 1 triệu đồng. Ông Hùng đáp rằng mình vừa mới làm nhà không có đồng tiền nào. Ông Hùng vừa với tay bật thêm bóng điện trong nhà thì Lợi đã thủ thế, sợ rằng con mồi của hắn ta phản kháng, đã đoàn một phát nã thẳng ngay vào tường để thị uy và yêu cầu không được bật bóng đèn. Lúc này anh Tường lẻn ra ngoài để gọi điện cho gia đình ông Trại là hàng xóm sang cứu giúp. Tuy nhiên gọi mấy lần mà không ai nhấc máy. Thì cũng cùng lúc này, em gái út của ông Hùng đã kịp trốn thoát ra khỏi căn nhà, chạy một mạch sang nhà ông Trại gọi người. Khi đó bên nhà ông Trại có 3 người, nhưng hay tin là tên tội phạm có cầm hàng nóng nên chưa vội lao đến mà lại đi gọi thêm người. Quay lại bên trong căn nhà, anh Tường sau khi gọi điện cứu trợ không được thì quay trở lại vào trong căn bếp, lấy ra một con làm bếp sạch ra. Phát hiện ra anh Tường cầm hàng lạnh định manh động, Lợi lập tức chĩa nòng vào người anh này uy hiếp rồi lại dí tiếp vào ông Hùng. Thấy hắn ta hùng hăng dữ tợn và lạnh lùng, ông Hùng mới vội vàng van xin và lục lọi khắp người, móc ví lấy hết ra được 700 ngàn đồng đưa cho hắn. Tuy nhiên Lợi lại lật lọng, không chịu buông tha, hắn liên tiếp yêu sách, đòi mở tủ lục nhà để tìm tiền. Nhìn thấy chiếc điện thoại di động Samsung T400, Lợi mới bảo ông Hùng đưa cho mình. Cầm được điện thoại, Lợi lại thúc giục ông Hùng mở tủ để lục lọi tìm tiền. Tìm không thấy tiền, hắn ta điên cuồng chĩa súng vào con gái ông Hùng uy hiếp và lôi cô này về phía nhà vệ sinh. Sợ rằng con gái có mệnh hệ gì, lợi dụng cái lúc mà Lợi sơ hở, ông Hùng lao đến bổ nhào vào Lợi để vồ cái thứ hắn ta đang lăm lăm trên tay. Hai bên giằng co và cướp cò, Lợi nã thẳng một phát vào ông Hùng khiến cho ông này ngã gục xuống nền nhà ngay lập tức, huyết dịch không ngừng lan rộng. Thấy vậy, anh Tường cũng lao đến dùng con dao làm bếp đã thủ sẵn đập vào gáy và ôm chặt lấy Lợi, vật lộn từ nhà vệ sinh vào đến gian bếp rồi lại ra sân. Bà Quý như thế cũng nhanh chóng lao vào ghi chặt khẩu hàng nóng trên tay Lợi, chĩa ra hướng khác. Hai bên tiếp tục giằng co đấm đá, dù cho Lợi đã đe dọa rằng trong người có lựu, nếu như không buông tha cho hắn thì hắn ta sẽ cho nổ ra đi cả chùm, thế nhưng anh Tường vẫn kiên quyết bám chặt lấy Lợi. Đúng vào lúc này, ông Trại và những người trợ giúp xông vào nhà đến nơi. Bà Quý hô lên bắt cướp thì tất cả cùng lao vào khống chế, đè chặt Lợi xuống sàn nhà. Bà Quý giật được khẩu hàng nóng thì dùng báng súng bùi thêm vài cú vào Lợi rồi mọi người cùng nhau trói hắn lại và bắt quỳ ở sân hỏi tội trong khi đợi xe cấp cứu đến. Tuy nhiên, ông Hùng đã không thể qua khỏi được cơn nguy kịch, vĩnh viễn liệt xa trần thế. Cứ vậy, đến khi cơ quan chức năng có mặt và chính thức bắt giữ, tra tay hắn vào còng số 8. Nỗi đau. Những ngày sau, khi mà tất cả hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Đức Lợi bị phơi bày trước ánh sáng, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm khi mà kẻ hung ác máu lạnh này đã xa lưới pháp luật chờ ngày xét xử. Thế nhưng, những gì mà hắn gây ra, những hậu quả dẫn đến là vô cùng to lớn, không gì có thể bù đắp nổi. Ở cái thị trấn Cái Rồng, người ta vẫn chưa thể nguôi ngoai đi những gì mà chị Duân đã phải gánh chịu. Băng qua con đường đất gập ghềnh sỏi đá gàn trâu, ở phía chân núi ở thôn 4 xã Hạ Long, khu vườn nhỏ của chị giờ đây tan hoang ôm trọn lấy cả nhà nhỏ. Chị Duân giờ trông chẳng khác gì như cây sậy phất phơ trước gió, quấn chiếc khăn trên đầu, giọng nói thì thều thào thiếu hơi. Những khi thời tiết trở mưa trở nắng, lúc giông khi gió, chị đều đau đầu như búa bổ, cơ thể nằm một chỗ chẳng làm ăn được gì. Những gì mà tên Lợi để lại cho chị là những nỗi đau khủng khiếp cả về tinh thần lẫn thể xác.
chẳng biết đến bao giờ mới có thể nguôi ngoai đôi phần. Hồi còn bị xuống tay và được tìm thấy, đưa về để làm hậu sự. Bởi do nhà nghèo, chẳng bao giờ chụp ảnh nên trong nhà chẳng còn có lấy nổi bức ảnh để thờ. May mà có em hàng xóm mang sang một tấm ảnh đám cưới, trong đó có khuôn mặt của Mai cười rạng rỡ. Ảnh phóng ra nhòe nhoẹt, nhưng chị cũng bảo may mà còn được nhìn thấy mặt con mỗi lúc đau buồn. Thậm chí là đến cái khung tấm kính, lúc mới đầu chị cũng chưa có đủ tiền để làm. Từ ngày lâm nạn, cuộc sống của chị Duân hoàn toàn cậy nhờ vào hàng xóm anh em. Khổ nỗi là anh em bên chồng hay bên nhà mẹ đẻ thì ai cũng nghèo khổ cả, nên là chẳng giúp được gì nhiều cho Cam. Anh Long thì vừa tâm thần, nay lại lâm trọng bệnh, thành ra là cũng chỉ nằm một chỗ. Nhà có mấy xảo ruộng, chị không làm nổi, phải cho chị hàng xóm làm, rồi đến mùa thì chị hàng xóm trả cho mấy thúng thóc để ăn dần. Năm 2009, mấy ngày sau khi sang cát cho Lâm, thì anh Long cũng đột tử vì bệnh tim mạch. Dương Mai thì không phải sang cát, vì khi được tìm thấy chỉ còn là một bộ cốt trắng. Thậm chí cho đến tận khi ấy, một ống chân bị nước cuốn trôi vẫn chưa được tìm thấy. Căn nhà nhỏ của chị sống sau đó được các mạnh thường quân hỗ trợ dựng lên. Giờ đây cũng chỉ còn lại chị hưu quạnh với cậu con út. Vào năm 2010, cơn bão mạnh đổ về tỉnh Quảng Ninh thổi bay đi mái nhà. Mẹ con chị Duân không có chỗ để ở, phải tá túc nhà hàng xóm. Sau đó các đồng chí công an huyện Vân Đồn đến thăm nhà, thấy cảnh tan hoang rục nát nên đã huy động lại mọi người lập giúp. Tuy nhiên khi đi vào kiểm tra thì thấy tường nhà vỡ loang lổ, căn nhà như muốn sập, nên các đồng chí công an huyện không làm lại mái nữa mà lại huy động mọi người đóng góp xây dựng nhà mới giúp chị Duân. Chỉ trong thời gian ngắn đã gom được 50 triệu đồng, vừa đủ để dựng lại được một ngôi nhà nhỏ trên nền đất cũ. Để kể về câu chuyện những ngày sau đó, chị Duân chưa bao giờ quên nhắc đến câu chuyện về thượng tá Phạm Hồng Sinh, khi đó là phó trưởng công an huyện Vân Đồn. Thượng tá Sinh khi đó đã cùng với vợ xuống thăm, thấy nhà chị không có nên ngoài 50 triệu đồng dựng lại căn nhà trên nền cũ do các đồng chí cùng với bà con giúp sức, vợ chồng của thượng tá Sinh đã đi xin giúp 20 triệu nữa để hỗ trợ chị sắm đồ. Riêng vợ của thượng tá Sinh còn cho chị thêm 10 triệu để có thể mua được bàn ghế và sắm tủ. Thượng tá Sinh sau đó vẫn thi thoảng lại nhà để thăm nom và gửi chị tiền để đóng học cho cậu con út cùng với ít rau cháo mẹ con sống qua ngày. Phía chính quyền xã cũng trợ cấp cho mẹ con chị được một khoản tiền đều đặn hàng tháng. Hy vọng rằng tương lai phía trước rồi sẽ đến lúc chị được nở nụ cười mãn nguyện. Phạt cùng. Nói đến trường hợp của Bùi Đức Lợi, các điều tra viên trực tiếp tham gia phá án đều có chung một nhận định, đó là tuổi thơ không bình thường của Lợi đã góp phần ảnh hưởng một cách nặng nề tới tâm lý và lối sống của Lợi sau này. Có lẽ cũng từ đó, hắn ta trở thành một cái bệnh hoạn máu lạnh, có thủ đoạn gây án sặc mùi sau hội đêm. Không chỉ riêng đối với vụ án xảy ra với ba mẹ con chị Duân, mà trong hàng loạt vụ án gây ra sau đó, Lợi đều sử dụng chung một phương thức gây án táo tợn, manh động, liều lĩnh và vô nhân tính. Thậm chí trong trại tạm giam, khi tường thuật lại những vụ án này, nét mặt của Lợi lạnh như băng, không hề biến sắc. Hắn ta kể lại một cách tỉ mỉ, rõ ràng, rành mạch từng chi tiết khiến cho các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm nhất cũng phải lắc đầu. Tại tòa, trước vành móng ngựa trong phiên xử sơ thẩm của Tòa Nhân dân Quảng Ninh mở, nhắc đến vụ án xảy ra ở gia đình nhà ông Phan Đình Hùng, bị cáo Lợi phản cung hoàn toàn với những gì đã khai nhận và với sự thật 10-10. Trong quá trình điều tra xét xử, bà Nguyễn Thị Mùi là mẹ của bị cáo Lợi đã thuê luật sư. Và trong các phiên tòa, bị cáo phản cung. Bị cáo chỉ nhận có mặt trong vụ án ở nhà ông Hùng. Bị cáo khai rằng việc nhận tội trong các bản cung là do bị ép buộc, bị tra, bị dí nên mới phải nhận tội theo chủ ý của phía cơ quan điều tra. Thậm chí bị cáo còn vẽ ra cả một kịch bản rằng gia đình ông Hùng thực chất có liên quan đến hoạt động giang hồ xã hội đen, bảo kê bến bãi, nên bị cáo đến nhà là để dàn xếp việc tranh chấp. Bị cáo đến nhà ông Hùng là việc làm ăn, có đồng bọn đi theo. Khẩu cơ nòng của bị cáo cũng là do ông Hùng cầm ra uy hiếp, do giằng co nên mới cướp cò nã vào người ông Hùng. Hoặc cũng có khi là bị cáo lại khai rằng đúng là bị cáo và đồng bọn có mang hàng nóng đến nhà ông Hùng, nhưng bóp cò không phải là bị cáo mà lại là một kẻ khác trong số những đồng bọn cùng đến nhà ông Hùng vào ngày gây án. Đi sâu vào các chi tiết, bị cáo liên tục có những lời khai mâu thuẫn trước tòa. Cụ thể thì bị cáo khai rằng mình có bạn là Quảng và Dũng, cả ba đến nhà ông Hùng để giải quyết mâu thuẫn bến bãi. Khẩu cơ nòng là của Quảng nhưng lại do Dũng cầm và nã vào bị hại Hùng. Nhưng lại có khi bị cáo khai rằng đó là thứ của bị cáo, do bị cáo nhặt được về từ trong rừng cùng với 100 viên, không biết của ai. Tuy nhiên trên thực tế, toàn bộ lời khai này của bị cáo đều là gian dối trước tòa.
Gia đình ông Hùng chỉ là công nhân ở phà bãi cháy, còn anh Tường đi bộ đội mới ra quân, không hề có liên quan tới hoạt động bến bãi hay có mâu thuẫn cần phải dàn xếp, thỏa thuận hay giải quyết. Bên cạnh đó, cũng qua xác minh, bị cáo Lợi hoàn toàn không hề có người bạn nào có tên là Dũng và Quảng liên quan tới vụ án. Đáng chú ý hơn nữa, chính bố đẻ của bị cáo, ông Bùi Đình Quyền, là người hợp tác rất chặt chẽ với cơ quan điều tra. Theo lời ông Quyền, thì kể từ khi mà vợ chồng ông Quyền bà Mùi ly thân từ năm 1996, ông sống ở nhà ngoài, còn bị cáo và bà Mùi sống ở nhà trong. Ông Quyền nhận xét bị cáo là một kẻ hung hãn, cục cằn. Việc thủ hàng nóng, hàng lạnh trong nhà, ông đã biết rõ mười mươi. Ông cũng là người lên tiếng khẳng định rằng ông biết bị cáo có khẩu này và luôn kè kè đem theo người từ tận năm 2005. Có thể còn có từ trước đó. Ngoài ra, có một chi tiết khiến cho bị cáo vin vào để phản cung. Đó là việc theo các lời nhân chứng, bị cáo xông vào nhà ông Hùng có đội mũ len trùm kín mặt chỉ để hở hai con mắt. Nhưng khi bị bắt giữ và khám nghiệm hiện trường thì lại không có. Trên thực tế thì trong lúc giằng co, mũ len của bị cáo đã bị lẫn vào gầm đồ vật. Sau này khi dọn dẹp nhà cửa, gia đình ông Hùng mới tìm thấy, nhưng lại nghĩ về chuyện căm hận với kẻ gây án, nên có người trong nhà đã đem ra suối vứt, rồi theo dòng chảy trôi đi mất, khiến cho cơ quan điều tra cũng không tìm lại được. Khép lại phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Đức Lợi tổng hợp hình phạt mức án tử hình. Tuy nhiên, ngay sau khi bản án được tuyên, Lợi đã làm đơn kháng cáo xin giảm án. Tử hình. Sau cùng, vào ngày 31 tháng 7 năm 2008, Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Bùi Đức Lợi với 3 tội danh. Trong phiên xét xử phúc thẩm, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã rút kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh với bị cáo về hành vi đồi bại thực hiện với Mai. Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử đối với bị cáo về tội danh này, chỉ xử 2 tội danh còn lại. Lý do được đưa ra là Mai khi được tìm thấy đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn lại cốt nên không đủ căn cứ để khẳng định rằng bị cáo đã phạm tội, cho dù bản thân bị cáo đã từng nhận tội này. Tòa phúc thẩm xem xét một số lời khai của những người dân chứng minh sự ngoại phạm của bị cáo. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã xác minh những người có liên quan và nhận thấy việc bị cáo cùng với họ trồng rừng, xây nhà trong những ngày đó là có thật. Song, thời gian gây án là vào buổi tối. Do đó, các nhân chứng không biết bị cáo đang làm gì vào thời gian này. Một số lời khai chứng minh bị cáo ở thành phố Hà Nội trong các ngày xảy ra vụ cướp cũng đã được cơ quan điều tra xác minh và khẳng định là không có thật. Hội đồng xét xử xác định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Trong một thời gian ngắn, bị cáo gây ra tới 4 vụ đặc biệt nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của 3 người, trong đó có 2 trẻ thành niên, xâm phạm tài sản của nhiều gia đình. Các hành vi phạm tội của bị cáo không những gây ra hoang mang trong quần chúng mà còn gây ra đau thương mất mát cho nhiều gia đình. Hành vi của bị cáo còn mang tính chất thách thức các cơ quan bảo vệ pháp luật. Khép lại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên bác kháng cáo của bị cáo, y án sơ thẩm, tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Bùi Đức Lợi là tử hình. Vụ án đã khép lại, kẻ ác đã bị trừng trị thích đáng. Thế nhưng, đằng sau là bao nhiêu con người còn phải gánh chịu hậu quả đau thương, không biết bao giờ mới hết. Thế nhưng, cái tên Bùi Đức Lợi, kẻ thủ ác máu lạnh vô nhân tính gieo rắc vô số tội ác này, liệu rằng đã dừng lại? Còn chuyện gì có thể tiếp tục diễn ra? Rồi hồi kết của câu chuyện, mọi thứ sẽ đi về đâu? Dấu chấm đọc ở vị trí nào? Đón xem phần 4 tại Độc Thám TV. Tiếp nối phần 3, cái tên Bùi Đức Lợi, kẻ thù ác máu lạnh vô nhân tính gieo rắc vô số tội ác này, liệu đã dừng lại? Còn chuyện gì có thể tiếp tục diễn ra? Rồi hồi kết của câu chuyện, mọi thứ sẽ đi về đâu? Dấu chấm được đặt ở vị trí nào? Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Người mẹ. Huyện đảo Vân Đồn, lộng gió, rừng, đồi, núi non xen cách nhau trên một nền biển xanh ngọc, rìa cát trắng. Ở nơi ấy, sâu trong một con ngõ nhỏ, có một căn nhà to, đất đai rộng rãi nhưng cổng rà thì sọc sạch. Nằm phía bề ngoài khang trang là vậy, ấy thế nhưng bên trong lại chẳng có thứ đồ đạc gì, bàn ghế cũng không. Giữa căn phòng khách là một manh chiếu được trải ra tiếp khách. Chủ nhân của căn nhà ấy là một người đàn bà tóc đã muối tiêu, điểm nhiều sợi bạc, đôi mắt hõm sâu từng trải đến cực đoan của cuộc đời con người. Đó là bà Nguyễn Thị Mùi, mẹ đẻ của tử tù Bùi Đức Lợi, kẻ đã gieo rắc tội ác ở nhiều nơi trên mảnh đất tỉnh Quảng Ninh. Mẹ nào mà chẳng thương con, cho dù là con ngoan hay con hư, thì trong mắt mẹ, con vẫn là con. Tình mẫu tử muôn vạn đời vẫn sẽ chẳng có gì có thể đong đếm tả xiết được. Thế nhưng, thượng tôn pháp luật,
là trách nhiệm của mọi người trong xã hội. Và ba mẹ ấy vào giây phút đó, về một mặt nào đó, có thể nói là đang tạm gác lại sang một bên tất cả những gì tồn tại trên đời. Trong lòng bà khi ấy đang nặng trĩu một nỗi lòng đau đớn canh cánh cái chuyện con mình đã phải ra đi vĩnh viễn, lìa xa trần thế về với thế giới bên kia một cách vô cùng oan uổng. Bà Nguyễn Thị Mùi, quê ở xã Quỳnh Sơn, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, sinh ra trong một gia đình có 6 chị em. Bà là cả. Bà Mùi vốn dĩ là học trường kỹ thuật bưu điện ở Phủ Lý. Học xong ngành bưu điện thì lại tiếp tục học báo vụ ở núi Đọi, Hà Nam. Sau thì bà được điều ra Quảng Ninh để làm ở bưu điện Móng Cái rồi chuyển về Hòn Gai. Công tác ở đây được vài năm, bà Mùi về Thái Bình cưới chồng là ông Bùi Đình Quyền, khi đó đang là bộ đội. Đến năm 1977, ông Quyền phục viên thì hai người chuyển đến sống với nhau ở Vân Đồn. Ông bà sinh được tất cả 3 người con trai. Người con cả sinh năm 1975 đã có vợ con ở Hà Nội. Con thứ là Bùi Đức Lợi và cậu con út sinh năm 1982 từng làm việc ở bưu điện huyện, nhưng vì không chịu nổi sức ép khủng khiếp sau vụ án của anh trai mình nên đã bỏ việc lên Hà Nội sinh sống. Này, bà mẹ ấy đã mắt kém, đọc gì là phải lần mò kính lão, nhưng cũng có tới cả một chồng hồ sơ dày cộp chưa khi nào thôi lật dở, tỉ mẩn từng con chữ. Đã bao nhiêu năm, bà Mùi chạy đôn chạy đáo, bán hết đồ đạc đất đai, thuê luật sư, thảo cả yến cả tạ đơn thư khiếu nại, mong muốn là gỡ tội cho con trai mình. Đến tận khi Lợi đã sang cát, bà vẫn không ngừng soạn đơn, thuê luật sư, thậm chí còn tính toán bán hết cả đất ở, đất rừng, với mong muốn là giải oan giúp cho linh hồn con trai được siêu thoát. Bà Mùi tự lập trình tư tưởng cho mình và quyết tâm làm việc đó, bởi vì bà có một niềm tin là Bùi Đức Lợi thực sự vô tội. Đối mặt với những lý luận đại loại như là bà Vin vào điều gì để tin rằng Lợi vô tội, trong khi các bản án, rồi kết luận của cơ quan điều tra, của viện kiểm sát, của tòa án các cấp đều khẳng định rằng Lợi đã phạm phải nhiều tội danh đặc biệt nghiêm trọng. Thậm chí có sẵn hàng hà sa số băng ghi hình, ghi âm, chữ ký, bản cung cho bà tha hồ mà theo dõi. Thì câu trả lời mà bà Mùi luôn sẵn sàng đáp lại đó là giơ ra cái đống hồ sơ giấy tờ, lật dở từng trang giấy, chỉ vào những chỗ đã khoanh đỏ mà phân tích giống như một vị chuyên gia pháp lý thực thụ. Thế nhưng đó đều là những gì mà bà gom góp được sau bao năm chạy đồn đáo gõ cửa khắp nơi. Nếu như chỉ đi sâu và để tâm vào một số chi tiết ấy thì có thể là có thể hoặc cũng không, ở một khía cạnh nào đó có thể sẽ là những điều còn nghi vấn. Nhưng nhìn chung toàn bộ hồ sơ vụ án thì Bùi Đức Lợi thực sự là thủ phạm gây ra hàng loạt tội phạm khủng khiếp đến nhường nào. Một góc nhìn. Mỗi khi nhắc đến Bùi Đức Lợi hễ ở nhà là bà Mùi lại ngẩng mặt lên nhìn bàn thờ lạnh lẽo khói hương. Căn nhà trống huếch trống hoắc, bàn thờ của Lợi cũng hoang tàn, chỉ có di ảnh và bát hương lâu ngày đã không nhang khói. Bởi vì bà Mùi vốn đã đưa cốt Lợi về Thái Bình quê mình, dự tính mai đây nếu như giải quyết xong xuôi mọi việc thì cũng sẽ về Thái Bình sống nốt những ngày tuổi già. Lợi ở trong mắt bà Mùi được gọi với cái tên là thằng Dại, ý nói rằng là đó là đứa con dại dột nông nổi bồng bột của bà. Theo lời bà Mùi kể thì Lợi vốn là một đứa ngoan ngoãn, học hành thì cũng gọi là tạm được. Tuy nhiên đen đủi xảy đến với Lợi kể từ năm học lớp 10. Hồi đó Lợi đang học đầu cấp trung học phổ thông ở thị trấn Cái Rồng, xảy ra một vụ đối bại với người chưa thành niên ở khu vực Nghĩa Trang. Mấy cán bộ thị trấn bảo Lợi sang trụ sở khiêng hộ bàn ghế rồi giữ lại luôn để lấy lời khai. Họ kiểm tra trên người xem có vết chạm trổ giống như lời nạn nhân nói hay không. Vì không thu thập được chứng cứ gì nên họ đã thả Lợi về. Nhưng cũng từ sau lần đó, bà Mùi cho rằng Lợi đã bị ám ảnh, chịu nhiều lời đồn đàm tiếu dị nghị. Và cũng vì thế nên Lợi càng lúc càng sống kín đáo, xa rời mọi người hơn. Học xong lớp 12, Lợi thi vào Đại học Bách khoa Hà Nội và đỗ vào khoa điện tử viễn thông. Lúc đó thì cậu con cả của bà Mùi cũng học ở khoa này, sắp ra trường. Ngày đó, gia đình bà Mùi rất khó khăn, vợ chồng ly thân, mình bán nuôi cả 3 đứa con với đồng lương ít ỏi. Thương mẹ, chỉ 2 tháng sau ngày nhập học, Lợi đã bỏ học. Sau đó thì Lợi vào thẳng Đắk Lắk làm thuê cho một gia đình trồng cà phê. Làm đâu đó được khoảng 3 tháng, khi đã học mót, biết được cách trồng, chăm sóc và thu hoạch cà phê, Lợi bỏ về Vân Đồn. Cũng vào thời điểm đó, gia đình được chia tới 10 hectare rừng nên Lợi bàn với mẹ là trồng cà phê. Tuy nhiên thì bà Mùi đã không đồng ý cho Lợi trồng cà phê bởi vì đất và thời tiết đều không phù hợp. Nghe theo lời mẹ, Lợi lại đi vào Cái Bầu làm thuê cho nhà bà Hẹn là nhà người quen để học lấy cách trồng rừng. Học được 2 tháng thì Lợi lại mò về nhà và quyết tâm trồng rừng với mong ước làm giàu trên chính mảnh đất quê nhà. Với bà Mùi, khi ấy thấy con chịu khó quyết tâm làm giàu nên bà cũng đã để cho Lợi đứng tên toàn bộ 10 hectare đất rừng.
cũng một phần bởi vì bà nghĩ Lợi đã hy sinh bỏ học để cho anh trai tiếp tục được học ra trường, còn em trai thì có điều kiện vào đại học. Thế nên bà Mùi luôn muốn bù đắp hết cỡ cho Lợi. Trồng trò suốt mấy năm trời, đến tháng 6 năm 2006 chuẩn bị thu hoạch thì rừng cháy đùng đùng. Mẹ con bà Mùi nhờ cả các đơn vị bộ đội đóng quân gần đó lên cứu giúp nhưng cũng không chữa nổi. Nước thiếu mà ngọn lửa lại quá hung dữ đã thiêu rụi toàn bộ rừng keo mà mẹ con bà vất vả trồng trọt trong suốt mấy năm trời. Không chấp nhận cái sự thất bại ấy, bà Mùi và Lợi lại tiếp tục gây dựng lại sự nghiệp trồng rừng. Mẹ con bà thuê tới 20 nhân công làm việc suốt ngày để trồng lại rừng. Quá trình trồng rừng đang diễn ra thì xảy ra bi kịch kinh hoàng ập đến với gia đình chị Duân, khiến không những cả huyện đảo Vân Đồn mà cả tỉnh Quảng Ninh chấn động. Cũng theo cái lời bà Mùi kể, vào năm 2009, bà lên thăm con thì mới biết rằng con trai đã bị thi hành án tử hình rồi. Bà ra nghĩa địa tìm và thấy mộ Lợi. Mấy năm sau đó, bà Mùi đào con mang về. Trong cả quá trình ấy, bà Mùi kể rằng mình có nhìn thấy một cánh tay của Lợi bị gãy. Sau cái lần ấy, bà Mùi liên tục gặp phải báo mộng rằng con trai bà bị người ta lúc thì đục đầu, lúc thì khoẹt mắt, lúc thì tung xẻo cắt lưỡi, mò tim gan phèo phổi tiến cả hai quả bóng. Chuyện Lợi trở về báo mộng từ đó khiến cho bà Mùi ám ảnh, mất ăn mất ngủ, rồi đem kể chuyện này với nhiều người. Và cũng từ đây, bà thu nhận được nhiều lời khuyên. Gạn lọc trong số đó, bà Mùi đi đến quyết định là sẽ tìm đến một nhà ngoại cảm để làm rõ sự tình. Và để có thêm bạn đồng hành, bà mời thêm hai người em gái đi cùng. Từ nhà bà đi đến chỗ nhà ngoại cảm ấy cách tới 160 cây số, nên chuyến đi lần đó cần phải đi sớm. Để cho đảm bảo thì vào tối hôm trước, hai người em gái đã lên nhà bà ở thị trấn Cái Rồng để ngủ cùng nhau, đặng sáng sớm còn bắt xe khách cho kịp chuyến kịp giờ. Nào ngờ vào cái đêm định mệnh ấy, một cô em gái của bà Mùi la hét ầm ĩ giữa đêm rồi giật lên tỉnh dậy, liên tục kể rằng mình mơ thấy Lợi bị khoét mắt vì dọa. Đó cũng chính là điểm khởi đầu của một bước ngoặt nữa trong cuộc đời của bà Mùi, một chặng đường mà bà sẽ phải va chạm với pháp luật và có mặt ở nơi pháp đình. Và đó cũng gần như là khởi nguyên của phần lớn những gì mà bà gọi là niềm tin Bùi Đức Lợi vô tội, mở ra cả một chặng đường nữa nơi mà cái tên của tử tù Bùi Đức Lợi chưa thể khép lại, ít nhất là đối với dư luận truyền thông lúc bấy giờ, dù rằng không một ai còn muốn nhắc tới những vụ án khủng khiếp mà hắn ta thực hiện hay những nỗi đau mất mát vô cùng to lớn không gì bù đắp nổi mà những nạn nhân và gia đình phải nhận lấy, phải chịu đựng một cách không gì oan uổng hơn. Nhà ngoại cảm. Lại nói về phần bà Mùi, những giấc mộng kinh dị và những câu chuyện giữa đêm khiến cho cả ba người phụ nữ đều có một niềm tin rất lớn vào cái gọi là sự báo mộng của vong hồn Bùi Đức Lợi. Sớm ngày hôm sau, kim đồng hồ vừa mới điểm 4 giờ sáng, cả ba người đã trở dậy cơm nước. 5 giờ, mọi người ra đến bến xe Vân Đồn để bắt xe khách tìm đến nhà ngoại cảm cách đó 160 cây. Cũng từ đây, không những dư luận của nhân dân địa phương, báo in mà cả báo mạng và các trang mạng xã hội và thế giới internet bị lay chuyển, rúng động với hàng loạt những câu chuyện, hình ảnh rùng rợn kinh hoàng. Ngay ngày đầu tiên gặp gỡ, nhà ngoại cảm ấy đã lập tức bị linh hồn của Bùi Đức Lợi nhập vào, kêu gào, khóc thét, gầm rú rằng mình bị oan, rằng cơ quan điều tra, cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh đã xuống tay hòng lấy lục phủ ngũ tạng mà bán sang Trung Quốc. Tất cả đều diễn ra vô cùng chóng vánh, nhưng chừng ấy thôi cũng là quá đủ để dẫn thêm người phụ nữ ấy lạc vào cõi u mê không đường ra, niềm tin mỗi lúc một lớn thêm. Thế giới mạng bị tra tấn bởi hàng loạt các video, clip liên tiếp được tung lên với nội dung Bùi Đức Lợi hiện hồn về nhập. Thậm chí, đến cả các linh hồn của các vị tổ tiên, cụ kỵ của tử tù cũng nhập vào nhà ngoại cảm mà ba chị em bà Mùi cất công tìm đến để kể lể. Một lô dài răng dặc những câu chuyện kỳ quái. Theo đó, tất cả những linh hồn ấy đều khẳng định rằng Bùi Đức Lợi không phải là thủ phạm trong vụ án xảy ra với gia đình chị Duân. Không những thế, ngay đến cả linh hồn của nạn nhân trong vụ án cũng hiện về nhập vào nhà ngoại cảm nọ để nhất loạt kêu oan cho tử tù kia. Kinh hãi hơn, các linh hồn này sau khi nhập vào nhà ngoại cảm còn thực hiện kể ra những chi tiết kinh khủng xảy đến với Bùi Đức Lợi trong quá trình sau song sắt. Những việc man rợ, thô bạo, khủng khiếp nhất cũng đều có. Chỉ với nhiều đó, ở vào thời điểm ấy, ít nhất đã từng có một số người không hề biết gì về vụ án mà đã tỏ ra bức xúc, bàn tán cho rằng mạng mất oan mà kẻ tội đồ vẫn còn nhở nhơ ngoài vòng pháp luật. Hay như là câu chuyện về linh hồn bà nội của Bùi Đức Lợi mới mất được vỏn vẹn 73 ngày, cũng hiện về nhập vào cô đồng kể một cách vành vách, ranh mạch và chỉ ra những oan khuất của Bùi Đức Lợi trong khi người bà ấy đã già, không hề hay biết bất cứ tin tức gì về Bùi Đức Lợi. Đáng chú ý hơn, chỉ cần nghe thoáng qua cũng có thể thấy rằng những nội dung do linh hồn của bà nội Bùi Đức Lợi hiện về nhập vào nhà ngoại cảm kia và kể lại
chẳng khác gì nội dung của linh hồn Bùi Đức Lợi hay là linh hồn em trai của bà Mùi mất yểu khi mới lên sóng, từ tận năm nào tháng nào kể lại sau khi nhập. Cứ như vậy, bà Mùi không còn phân biệt được đâu là thực tại, đâu không phải là thực tại nữa. Tần suất đến chỗ nhà ngoại cảm để gọi hồn ngày một nhiều, và cái việc đi kêu oan thì cũng tỷ lệ thuận ngày một táo tợn hơn, đến mức bà Mùi từng bị án về tội gây rối mất trật tự công cộng. Thế rồi trong một lần nọ, sau khi xong việc ở chỗ nhà ngoại cảm, bà Mùi mới bắt xe khách trở về. Như thường lệ, với suy nghĩ khác thường rằng sẽ có những người hãm hại mình để bị đầu mối, bà luôn luôn cẩn thận trong mọi việc, mà chuyện đi xe khách cũng như vậy. Bà luôn chọn để ngồi giữa xe. Tuy nhiên ở cái lần đó, đang ngồi giữa xe thì bà Mùi bị đẩy xuống cuối. Có một người phụ nữ nọ đã chiếm mất chỗ ngồi yêu thích và quen thuộc của bà Mùi. Người phụ nữ này từ khi lên xe thì cứ liên tục gọi điện, bảo là xe đã đến chỗ này, xe đã đến chỗ kia. Bà Mùi khi đang thiêu thiêu ngủ thì rầm một cái, cả đuôi xe bị nhấc bổng lên trời, khắp lượt xe khách náo loạn, người kêu, người khóc. Hóa ra là có một chiếc xe tải chở gạch mất lái đã húc thẳng vào đuôi xe khách. Đầu xe tải chúi xuống, nhấc bổng đuôi xe khách lên trời. Thân thể của bà Mùi bị một số mảnh kính găm vào, tuy nhiên thì vụ va chạm ấy không ảnh hưởng đến sức khỏe của bà. Ấy thế mà bà Mùi đinh ninh rằng đó là âm mưu hòng bịt đầu mối tiễn bà sang thế giới bên kia. Trong đó bà Mùi nghi ngờ rằng người phụ nữ lạ kia lên xe chiếm mất chỗ ngồi của bà với mục đích là đẩy bà xuống cuối xe, rồi gọi điện thông báo địa điểm xe đi tới đâu để điều sát thủ đến đó, lái xe tải chở gạch húc thẳng vào đít xe khách phần bà ngồi. Cho dù là bất kể ai có phân tích như thế nào, có chấn an đến đâu, rằng nếu như thật sự trên đời tồn tại một âm mưu như vậy thì việc gì phải mất công và phức tạp đến như vậy, thì bà Mùi cũng vẫn giữ vững đức tin cho riêng mình. Việc sống sót qua cái vụ tai nạn ấy lại càng làm cho bà tôn thờ việc thực ra Lợi bị oan, Lợi vô tội, Lợi đang đi theo bà để bảo vệ, cứu mạng bà. Kể cả trong quá trình bà đi tìm ra lẽ phải, tra ra chân tướng thì Bùi Đức Lợi cũng sẽ luôn dõi theo, kề cận và phù hộ cho bà. Càng lúc, bà Mùi càng củng cố cái quyết tâm điều kiện, thuê luật sư, gửi thư, chuyển đơn khắp nơi. Hội nghị tâm linh. Cứ như vậy, quần áo trong nhà bà Mùi cũng đội nón ra đi. Cuộc sống của bà có thêm nhiều lịch trình mới đan xen, ăn ngủ vật vờ ở những nơi tiếp dân. Trong một lần như thế, bà vô tình bắt gặp phải một người phụ nữ ở Lào Cai, là chỗ từng quen biết nhau vì cùng cảnh đi kiện cáo. Chị này là nhân vật trong một vụ án oan sai và sắp được bồi thường. Chị hẹn mọi người tụ tập vào buổi trưa để ăn khao. Đang kể chuyện của mình, chị phụ nữ này bỗng quay sang phía bà Nguyễn Thị Mùi và bảo: 20 âm lịch tháng này có hội ngoại cảm tâm linh tổ chức họp. Khi bà hỏi lại thì người phụ nữ lại nói rằng mình quên mất vừa nói ra gì, dù rằng vừa mới thốt ra. Chỉ cần nghe thấy vậy, bà Nguyễn Thị Mùi mắt sáng rực lên, cho rằng đó là Lợi vô cùng linh thiêng vừa mới hiện về và nhập vào người phụ nữ kia để thông báo một việc quan trọng. Bà tin đinh ninh chắc như đinh đóng cột rằng mấy ngày trong tháng ấy bà mất ăn mất ngủ, cứ bồn chồn đợi đến ngày 20 âm lịch. Từ tối hôm trước bà đã lên tới thành phố Hà Nội, rồi sáng sớm tìm đến hội trường diễn ra hội nghị tâm linh. Mọi người đến đó đều phải có giấy mời, riêng bà thì không có. Chẳng biết có vào được hay không, nhưng mà bà cứ tìm đến đã. Đến cổng, gặp được anh bảo vệ, bà hỏi đã diễn ra hội nghị chưa, thì người bảo vệ nói là diễn ra rồi. Anh bảo vệ không kiểm tra giấy tờ gì cả, mời bà vào luôn. Vào được phía bên trong, bà Mùi ngồi ở hàng ghế cuối, nghe hết ông nọ đến ông kia lên phát biểu mà mãi chẳng hiểu họ nói gì. Tới một lúc sau, hỏi được ngồi bên cạnh thì bà mới vỡ lẽ đây là đại hội của một công ty tàu biển. Biết là mình vào nhầm, bà Mùi trở ra và lại hỏi ông bảo vệ có mấy hội trường thì hay tin là chỗ này chỉ có một hội trường. Khi hỏi đến hội nghị tâm linh ngoại cảm diễn ra ở đâu, người bảo vệ mới lên, cười ngặt nhẽo và thông tin cho bà Mùi biết. Đó là hội nghị tổng kết của Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con Người, diễn ra lúc 8 giờ 30 phút sáng, sau hội nghị của công ty đóng tàu. Thế là bà Mùi cũng quyết tâm ngồi đợi cho đến cùng. Kim đồng hồ điểm 8 giờ 30 sáng, các thành viên tham gia hội nghị tâm linh ngoại cảm theo cách gọi của bà đã kéo đến. Có mấy người kiểm tra giấy mời từng người một mới cho vào. Thì lúc này, người bảo vệ kia biết rằng bà không có giấy mời nhưng vẫn gọi bà và mời bà vào. Lại nói về cái buổi ngày hôm ấy, bà Mùi chuẩn bị vô cùng kỹ càng, nhét trong người đầy đơn thư đủ các loại các cấp thể loại nội dung, rồi sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào. Sợ rằng người ta biết cũng như là hoang mang về cái thuyết âm mưu tự mình vẽ ra, bà Mùi đã lấy dây buộc chúng vào vòng quanh người một cách chắc nịch, khoác thêm cả một lớp áo rất lớn để che kín. Và thực ra cũng chẳng phải là bà Mùi đau đáu nghiên cứu gì cho càn. Mục đích hàng đầu của bà khi đó chỉ là tìm đến đây để xem có ông nào to to không để còn gửi đơn kêu oan. Vào phía bên trong hội trường, bà lần mò đến ngồi cạnh một người nữ phóng viên và dò hỏi xem có ông nào làm quan chức gì to ở đây không.
nhìn khắp một lượt, người phụ nữ phóng viên đáp chẳng có ai cả. Mọi người ổn định chỗ ngồi, hội nghị bắt đầu. Ông Chu Phác, khi đó là chủ nhiệm bộ môn cận tâm lý tại Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người, gọi tắt là CIHC. Theo thông tin từ trang tin điện tử của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam VUSTA, Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người có địa chỉ tại số 23 ngõ 214 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, có mục đích là tìm hiểu, nghiên cứu về những khả năng tiềm ẩn của con người về các mặt tâm lý học, sinh học và vật lý học, nhằm làm sáng tỏ các hiện tượng đã xuất hiện trong thực tế và khả năng của con người, đồng thời tìm ra cách khai thác những khả năng đó để phục vụ cho lợi ích của con người và xã hội. Tại cái buổi hội nghị tổng kết ấy, lần lượt là các vị giáo sư, tiến sĩ, các nhà ngoại cảm đứng lên phát biểu. Những gia đình tìm được mộ liệt sĩ cũng đứng lên đọc lời cảm ơn nhanh gọn. Khi mà bà Mùi đang say sưa nghe thì bỗng có một người phụ nữ đi vào trong hội trường và kêu lớn: "Có bác nào tên là Mùi ở Vân Đồn không? Nếu có thì xin mời đứng lên, ra ngoài sân gặp đứa cháu nha." Bà Mùi nghe thấy vậy thì vội đứng bật phắt dậy và dõng dạc: "Có, tôi đây, tôi tên là Mùi, đúng là ở Vân Đồn." Liền ngay sau đó, một người đến vị trí của bà ngồi và dắt bà ra ngoài sân. Ra đến bên ngoài, tưởng là ai xa lạ, hóa ra lại là người hơn cả thân quen với bà Mùi. Không ai khác, đó chính là nhà ngoại cảm mà bà theo, đang ngồi khật khư ở ngoài sân hội nghị. Xung quanh tụ tập đông nghẹt dễ đến mấy chục người. Lúc đó thì bà mới vỡ lẽ, hóa ra đứa cháu mà người kia bảo bà gặp lại chính là linh hồn của nạn nhân Lâm hiện về nhập vào nhà ngoại cảm ấy. Nhà ngoại cảm cất tiếng nói, nghe giọng giống như trẻ con, liên tục bảo rằng Lợi không phải là thủ phạm thực sự, mà chính là một người đàn ông có tên là L, là nhân tình nhân ngãi với chị Duân, mới là kẻ thủ phạm đích thực cướp đi hơi thở của Lâm. Bởi lo sợ cái chuyện ông L ngoại tình với chị Duân bị phát giác, hàng xóm láng giềng biết chuyện nên ông này không những xuống tay với chị Duân mà xuống tay với cả Mai và Lâm để bịt đầu mối. Thậm chí linh hồn này còn thông báo ngày hôm đó dẫn cả linh hồn Lợi về để gặp bà. Và Lợi thì ngay hiện tại đang đứng ngay bên cạnh nghe, chỉ là hai mắt không còn nên không thể nhìn thấy được gì cả. Ngay lập tức, mọi người và cả bà Mùi xuống vào hỏi han đủ điều. Trước khi thẳng, linh hồn đó còn bỏ ngỏ một câu rằng bản thân đã cố gắng nhập vào ông L để làm phép khiến cho ông ta ra tự thú. Tuy nhiên thì ông này lại là dạng đầu gấu buôn bán hàng cấm nên rất sợ, không thể nhập vào. Do đó, mà trên trần họ bắt bớ Lợi và đem ra làm con tốt thế mạng. Khi mọi người còn đang xôn xao xì xào bàn tán thì ông Chu Phác ra đến bên ngoài. Đúng lúc đó, Lâm vừa thăng thì đến lượt Lợi nhảy vào, nhập vào nhà ngoại cảm. Ông Chu Phác thấy vậy ra điều đến bên thử dỗ dành. Ông nói cháu muốn gì? Thì cái linh hồn Lợi kia đáp rằng mình muốn được minh oan và kể lại những câu chuyện y hệt như bao lần hiện về nhập hồn trước đây. Ông Chu Phác bảo cứ đi đi, có gì rồi lo xong. Nhưng linh hồn Lợi lại không chịu đi mà nhất quyết đòi bắt ông Phác hứa. Khi ấy hội nghị đang diễn ra, nhưng mọi người ở bên trong cũng bỏ ra ngoài sân để xem sự tình. Thấy ông Phác bị linh hồn Lợi quấn chặt không buông tha, đòi phải hứa hòn này nọ, thì một người phụ nữ chạy đến, tay cầm theo đèn pin, vạch mắt của nhà ngoại cảm ra rồi dõi thẳng vào, đồng thời gõ vài nhát vào đầu. Thế là linh hồn thăng ngay tắp lự. Và sau cái lần ấy, bà Mùi lại càng tin vào nhà ngoại cảm đó hơn, liên tục đến đó trực chờ. Dòng ngược. Những u mê không lối ra của bà Mùi chưa hề dừng lại tại đó. Một mặt bà vẫn thừa kệ khắp mọi nơi, một mặt theo chân nhà ngoại cảm, còn mặt khác thì bà tự ném mình vào một mớ bòng bong khác. Đó là vào năm 2013, một nhà báo có tên là Phạm Ngọc Dương tìm đến gặp bà Mùi để tìm hiểu và viết bài thực hư chuyện Lợi có thực sự bị oan. Nếu bị oan thì bị oan cái gì, oan chỗ nào? Mục đích của nhà báo Dương là để làm sáng tỏ sự thật, là để giải đáp cho dư luận tránh hiểu sai về các cơ quan tố tụng, và cũng muốn bà Mùi nhận biết được sự thật thực tế. Trong lần gặp ấy, nhà báo Dương được bà Mùi đón tiếp, cung cấp các chứng cứ. Vào khoảng 21 giờ cùng ngày hôm đó, nhà báo Dương có chụp ảnh bà Mùi để đăng kèm theo bài báo. Khi đó bà Mùi ngồi nhìn vào ống kính đèn flash bật sáng. Toàn bộ nội dung mà bà Mùi cung cấp đều đã được nhà báo Dương ghi âm đầy đủ. Rồi cũng cùng với năm này, ấn phẩm Gia đình Cuộc Sống thuộc báo Gia đình Việt Nam đăng tải 5 số báo với nội dung liên quan tới vụ án do nhà báo Dương là tác giả viết bài đăng báo. Và đương nhiên là trong đó kèm theo tấm ảnh do nhà báo chụp bà Mùi. Đến đây, bà Mùi lập tức tung tin ra dư luận, cho rằng bài báo đã cố tình kết tội, bôi nhọ con trai mình. Bởi vì Bùi Đức Lợi chỉ bị tuyên phạt hai tội danh như bản án phúc thẩm đã kết, chứ không hề phạm tội đồi bại với Mai. Ngoài ra bà còn cho rằng tác giả bài báo đã tự ý đăng ảnh thờ của Lợi để bôi nhọ xúc phạm linh hồn người đã khuất, tự ý đăng đời tư của bà lên báo mà chưa được sự đồng ý. Và vì những lẽ đó, bà Mùi đã làm đơn khiếu nại đến báo Gia đình Việt Nam để yêu cầu cải chính, xin lỗi gia đình bà cùng với vong linh người đã khuất.
Do hai bên bất đồng ý kiến, thế nên bà Mùi lại tiếp tục gửi đơn đến Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bị đưa ảnh lên báo. Sau đó, Thanh tra Bộ đã xử lý hành chính, phạt 9 triệu đồng đối với báo Gia đình Việt Nam vì đăng ảnh mà không có sự đồng ý của bà Mùi. Bản thân tờ báo cũng đã hai lần đăng tải thông tin cải chính, lên tiếng xin lỗi đối với bà Mùi và gia đình. Thế nhưng, bà Mùi vẫn chưa chịu dừng lại, cho rằng việc cải chính là không đúng với quy định. Bà Mùi đem sự việc khởi kiện ra tòa, đồng thời yêu cầu tờ báo bồi thường hơn 300 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần và thu nhập về kinh tế. Nhận được đơn kiện, thì ban đầu Tòa Nhân dân quận Cầu Giấy bác đơn kiện với lý do là thiếu cơ sở. Nhưng khi bị bác đơn, bà Mùi lập tức làm tờ đơn khác, lần này gửi đơn kiện cả báo Gia đình Việt Nam và Tòa Nhân dân quận Cầu Giấy lên Tòa Nhân dân cấp trên nữa để tạo ra sức ép. Lần này, bà Mùi tăng số tiền đòi bồi thường lên thành 325 triệu đồng. Ngày 22 tháng 9 năm 2017, Tòa Nhân dân quận Cầu Giấy mở phiên tòa sơ thẩm. Tại tòa, nhà báo Phạm Ngọc Dương cho biết, ảnh và thông tin có liên quan đến bà Mùi cũng như con trai bà đều do bà tự nguyện cung cấp và đồng ý cho đăng. Nội dung bài viết không bịa đặt, vu khống hay dùng lời lẽ cay nghiệt, mỉa mai, bôi nhọ, làm nhục bà Mùi và Lợi. Nhà báo cũng khẳng định đã chụp nhiều tấm chứ không phải là một, và bà Mùi cũng không hề phản đối bất cứ lúc nào. Ngoài ra, việc đăng hình ảnh của người khác được phỏng vấn là nghiệp vụ một cách bình thường khi tác nghiệp, xuất phát từ lợi ích công cộng, thuộc một trong những trường hợp không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện của họ. Khép lại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên yêu cầu báo Gia đình Việt Nam và tổng biên tập của báo phải xin lỗi độc giả kèm theo đăng tải nguyên văn quyết định xử phạt của Bộ Thông tin và Truyền thông, xin lỗi bà Mùi cùng gia đình và vong linh người đã mất, tức tử tù Bùi Đức Lợi. Đồng thời, báo Gia đình Việt Nam phải bồi thường số tiền là 72.726.000 đồng trong tổng số 300 triệu đồng cho bà Mùi. Ngay sau đó, cả phía nguyên đơn và bị đơn đều cùng gửi kháng cáo lên Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội. Sự việc rồi sẽ đi đến đâu? Liệu rằng bà Mùi có nhận được đồng tiền bồi thường nào, tức có nghĩa rằng bà Mùi thắng kiện? Tất cả những điều oái oăm xảy đến và xâm chiếm tâm trí trở thành niềm tin mãnh liệt của bà Mùi, có phải là sự thật hay không? Liệu rằng chúng có một sự thật âm mưu nào đó nằm ở phía sau? Điểm cuối của toàn bộ mớ bong bong này là gì? Đón xem phần 5 tại Độc Thám TV. Tiếp nối phần 4, sự việc rồi sẽ đi đến đâu? Liệu rằng bà Mùi có nhận được đồng tiền bồi thường nào, tức có nghĩa rằng bà Mùi thắng kiện? Tất cả những điều oái oăm xảy đến và xâm chiếm tâm trí trở thành niềm tin mãnh liệt của bà Mùi, có phải là sự thật? Liệu rằng chúng có một sự thật âm mưu nào đó nằm ở phía sau? Điểm cuối của toàn bộ mớ bong bong này là gì? Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Áp vòng. Khoan hãy nói đến vụ kiện của bà Mùi và báo Gia đình Việt Nam. Một trong những gốc rễ niềm tin của bà càng lúc càng lung lay. Nhưng đó cũng là khi mọi chuyện xoay xung quanh nhà ngoại cảm ấy, và cũng là một phần trong bà Mùi càng ngày càng kinh hoàng hơn. Nhà ngoại cảm mà bà Mùi đi theo có tên đầy đủ là Nguyễn Thị Sinh, trú và mở nơi làm việc tại thôn Ngọc Cục, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, nằm ở phía tây của tỉnh Hải Dương. Tại địa phương và với những người đi theo, bà Nguyễn Thị Sinh được gọi với cái tên là cô Đồng Sinh hay là Đồng Sinh. Ai ở đây cũng thường trực một câu trả lời rằng muốn tìm nhà Đồng Sinh thì cứ tìm đến nhà nào to nhất, đông người nhất ở trong thôn, chắc chắn đó là nơi cần đến. Đó là một căn nhà nằm trên một diện tích khá rộng rãi, nằm ở gần đầu thôn Ngọc Cục. Thời đó, phía bên trong không khi nào là ngớt người, thường trực là một đám đông nhốn nháo. Cái tên cô Đồng Sinh Hải Dương cũng trở nên tương đối thịnh hành, nổi bật trong giới những người có nhu cầu. Cô Đồng Sinh sinh sống và làm việc tại nhà mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Đương. Các dịch vụ ăn theo ở nơi đây cũng vô cùng phát triển. Chẳng hạn như là người nhà cô Đồng Sinh sẽ kiêm luôn cung cấp từ A đến Z, như là mỗi suất cơm trưa tối có giá 25.000 đồng hay là nghỉ qua đêm là 15.000 đồng. Chuyện áp vòng gọi hồn cũng không phải là một điều gì đó một sớm một chiều. Có khi là phải chầu trực mất rất nhiều thời gian, nên các dịch vụ ăn theo tha hồ mà phát triển, nở rộ và bội thu. Đơn cử như là bản thân bà Đương, trung bình mỗi ngày phục vụ cũng phải đến 6 mâm cơm chia thành các suất nhỏ. Những ngày cuối tuần hoặc lễ có khi là gấp mấy lần, có lúc ngót nghét cỡ khoảng vài chục mâm. Hay như mẹ chồng của cô Đồng Sinh còn mở hẳn cả một cửa hàng bán đồ lễ to tướng. Chồng của cô thì trông giữ xe máy và bán nước chè ngay tại nhà. Người đến có phải trực chờ, bởi lẽ cô chỉ làm việc có đúng 4 tiếng một ngày. Sáng thì từ 9 đến 11 giờ, còn chiều thì từ 15 đến 17 giờ. Nhưng trong đám đông lúc nào cũng nghìn nghịt ở nơi đây, không phải tất cả đều là khách hàng của Đồng Sinh. Trong đó còn có bao gồm cả những người vì tò mò mà đến xem tận mắt.
và cũng chẳng thiếu gì những chân gỗ đã được cài cắm kịch bản. Kể ra cô đồng sinh chẳng biết là có linh thật hay không. Ai cũng nhận xét ngoài đời cô này hiền lành tử tế lắm, nhưng hễ cứ có vong về nhập vào là lại chỉ bới sắt xéo mắng mỏ và văng tục bậy bạ liên thành, liên hồi, liên tục, không dứt ra khỏi mồm những từ ngữ nhạy cảm, phỉ báng, ruột xả chửi thề. Càng lúc, cái tên cô đồng sinh lại càng nổi lên, và như là một phép cộng hưởng đến từ việc Internet lan truyền những tư liệu như là bài viết, hình ảnh, video, clip có liên quan đến các trường hợp vong về hay như câu chuyện xoay xung quanh bà Mùi, người ta lại càng rầm rộ lên cái tên đồng sinh. Thế nhưng đó cũng là lúc những sự thật dần được vén màn. Sự thật là ai cũng bảo cô này nói đúng lắm, nhưng khi được hỏi là đúng như thế nào thì phần lớn lại chỉ bảo là nghe đồn hay biết vậy, chứ cũng chẳng hề có minh chứng hay câu chuyện cụ thể nào khác đi kèm. Nội trong cái thời gian trực chờ cũng tồn tại những thực tế rằng sẽ luôn có những con người xa lạ hồ hởi đến tay bắt mặt mừng, làm quen, rồi cứ thế mà giải bày đủ thứ phiền muộn, để rồi kết thân làm quen, từng bước lân la dò hỏi, tông ti tổng tỉ đủ mọi ngóc ngách. Và như là một lẽ đương nhiên, rồi sẽ đến lượt những trường hợp đó dò la thành công, sẽ đến phiên áp vòng gọi hồn. Ngay cả những câu chuyện xoay xung quanh bà Mùi càng diễn biến, đồng sinh cũng chỉ có bấy nhiêu chữ, bấy nhiêu câu từ, chẳng hề có điều gì khác nữa. Và bà Mùi thì vẫn ôm ấp những thông tin đó, dù cho bất cứ ai cũng đều chẳng thể tin. Vạch trần. Để hiểu về hiện tượng lạ lùng hồn ma tử tù nhập vào nhà ngoại cảm lên tiếng kêu oan, các phóng viên của báo VTC News đã mang những video ghi âm về chuyện này đến và gặp các nhà khoa học thần kinh. Xem xét tất cả các thông tin, các vị chuyên gia nhận định rằng đây là hiện tượng lên đồng, là một hiện tượng ám thị, là cho lừa đảo nhảm nhí của những kẻ thần kinh không bình thường. Trên thực tế thì chẳng thiếu đi những trường hợp đã phải nhập viện tâm thần vì chuyện áp vong gọi hồn. Chẳng hạn như theo bác sĩ Bế Thị Hiền, công tác tại bệnh viện tâm thần Ban Ngày Mai Hương, địa chỉ tại số 4 phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, từng chia sẻ, đã từng có lúc chỉ trong vòng vỏn vẹn 1 tháng, bệnh viện này phải tiếp nhận tới 5 bệnh nhân phải nhập viện sau áp vong gọi hồn ở một địa chỉ cũng gọi là có tiếng ngay trên địa bàn Hà Nội. Biểu hiện khi nhập viện là các bệnh nhân này sau nghi thức đều bị mất ngủ, cảm giác bị xâm nhập, nói năng lảm nhảm khiến cho người nhà sợ hãi. Trên thực tế thì đây là một loại bệnh tâm thần dạng hội chứng lên đồng và hoang tưởng xâm nhập. Những trường hợp này nếu như bị cao huyết áp thì sau khi áp vong gọi hồn bị lên cơn loạn thần, mạch nhanh, huyết áp tăng, nếu như không chữa trị nhanh chóng kịp thời còn có thể dẫn đến ra đi mãi mãi. Hay như là tại Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia, địa chỉ số 78 Giải Phóng, Phương Đình, Đống Đa, Hà Nội, cũng đã có không ít bệnh nhân nhập viện với lý do tương tự. Những bệnh nhân này thường ăn nói lung tung, kém kiểm soát, khó ngủ, thậm chí còn không chịu ăn uống. Theo các vị bác sĩ chuyên gia y tế tâm thần học, những rối loạn tâm thần có liên quan đến áp vong, lên đồng hay bói toán thường xuất hiện ở những người có nhân cách yếu, dễ dao động hay lo lắng, có sức khỏe yếu như là phụ nữ, người già, trẻ em, người có huyết áp thấp hoặc có tình trạng bất bình thường. Áp vong, gọi hồn chính là cơ chế bị ám thị hoặc tự ám thị khi mình có một niềm tin mãnh liệt về một thế lực nào đó nên rất nguy hiểm. Y khoa gọi đây là một trạng thái tâm lý đặc biệt, trạng thái bệnh lý xuất phát từ vô thức. Khi mà một người đi áp vong hoặc lên đồng thường tập trung như là ngồi thiền để cho đầu óc trống rỗng, trạng thái này sẽ đưa não bộ trở về vô thức. Và trong trạng thái đặc biệt này, người đó vẫn nhận biết được xung quanh, tiếp nhận các ám thị lạ và tạo ra sự tự ám thị. Một người bị vong nhập tức là có vấn đề về thần kinh hoặc tâm thần ở thể nhẹ hoặc nặng. Đi sâu hơn, nhiều ý kiến đã chỉ ra trong quá trình các cơ quan điều tra tố tụng xử án, có một số tình tiết bị đem ra suy diễn, khiến cho bà Mùi có niềm tin rằng con mình vô tội. Bà Mùi từ đó cứ tiếp tục tin vào những dấu hiệu nhỏ đó mà vô tình hoặc cố ý bỏ qua những chi tiết quan trọng khái quát nhất, khiến cho chính bà bị lạc hướng. Bên cạnh đó, trong dư luận xuất hiện lời đồn thất thiệt rằng chị Duân vào thời điểm bị hại có quan hệ với một ai đó ngoài chồng, lại càng khiến cho bà Mùi hoặc là ai đó nảy sinh ra nghi ngờ tình địch mới là kẻ thủ ác thật sự chứ không phải là Bùi Đức Lợi. Cứ như vậy, tất cả những chi tiết đó được bà Mùi quan sát, ghi chép, tổng hợp và nhào nặn lại, in đậm trong suy nghĩ của chính mình, khiến cho bà càng có đức tin lớn là con mình vô tội, bị chạy oan. Và bằng một cách nào đó, những thông tin này đến tay đồng sinh, có thể là qua bà Mùi kể, có thể là qua người khác kể, rồi phương tiện thông tin đại chúng, báo đài, internet, hoặc cũng chỉ là một câu chuyện vu vơ, hoặc là thông tin cứ thế tiết lộ dần dần qua những lần gọi hồn. Khi gọi hồn, cô đồng sinh chỉ cần nghĩ đến nạn nhân là Lâm, mong muốn Lâm về và cùng mang suy nghĩ lợi bị oan cũng như suy nghĩ của bà Mùi, thì cái gọi là Lâm sẽ nói lợi bị oan. Ngoài ra, rõ ràng là trên thực tế, những thông tin oan sai mà Lâm đưa ra cũng rất ít ỏi và vô cùng đơn giản, tựa giống như suy nghĩ của bản thân bà Mùi.
Đó thực ra chỉ là những thông tin ám thị mà bà Mùi hoặc những người xung quanh đưa vào trong bộ não của Đồng Sinh. Rồi khi cô Đồng Sinh nghĩ đến Bùi Đức Lợi, bà nội của Bùi Đức Lợi hay là người em đã mất khi 6 tuổi của bà Nguyễn Thị Mùi, thì cô Đồng Sinh cũng chỉ nói được vài thông tin giống như suy nghĩ của bà Nguyễn Thị Mùi mà thôi, không có thông tin gì mang tính chất đột phá cả. Theo một số vị chuyên gia về tâm linh, nếu như linh hồn của Bùi Đức Lợi và Lâm là có thật thì sẽ dễ dàng dẫn mọi người đi tìm được con rượu là công cụ gây án đối với mẹ con chị Duân đã bị Lợi ném đi phi tang trong lúc vạng mai. Hay thậm chí như lời của tử tù phản công trước tòa, nếu như thật sự là có đồng phạm trong vụ án xảy ra ở nhà ông Hùng thì rõ ràng linh hồn kia sẽ có thể chỉ ra và tìm được chúng, đưa mọi thứ đi về đúng sự thật mà vốn dĩ nó không hề tồn tại. Hay như tiến sĩ Vũ Thế Khanh, tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng UIA, cũng bác bỏ chuyện hôn ma tử tù kêu oan. Trên thực tế thì bà Nguyễn Thị Sinh ở Hải Dương chỉ là một cô đồng bình thường, không thể coi là nhà ngoại cảm. Và chính cái việc cô đồng Sinh gọi hồn một cách lung tung bừa bãi, buông lời này nọ là một việc đáng lên án. Bởi vì chính những hành động đó đã làm rối loạn thêm cho vụ án đã khép lại, và đặc biệt là gây ra hoang mang hiểu lầm thêm cho gia đình nạn nhân cũng như gia đình tử tội và hàng loạt những người có liên quan cùng với quần chúng nhân dân. Bản thân Liên hiệp UIA cũng là đơn vị thực hiện nghiên cứu, thực nghiệm nhiều vụ án có yếu tố tâm linh. Cũng có những nhà ngoại cảm có một số đóng góp nhất định trong các công tác cụ thể, nhưng đó phải là những nhà ngoại cảm thực sự chứ không phải như là trường hợp của Đồng Sinh. Ngay tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh trước đây cũng từng có một vụ tử tù nhập vào nhà ngoại cảm rồi nhập cả vào người nhà để kêu oan. Tuy nhiên khi nghiên cứu phân tích trẻ nhỏ một cách cụ thể thì không thay đổi gì được sự thật rằng cơ quan công quyền đã xử đúng người, đúng tội, không oan sai gì cả. Kháng cáo. Quay trở lại với bà Mùi và vụ kiện đối đầu với báo Gia đình Việt Nam. Về phần mình, bà Mùi đã làm đơn kháng cáo sau khi có phán quyết của tòa tại phiên xử sơ thẩm, đồng thời nâng tổng số tiền đòi bồi thường lên một con số cao hơn nữa. Phía tờ báo thì khẳng định tòa soạn sẽ giữ quan điểm không bồi thường, đính chính như là xin lỗi vì lý do đăng tải ảnh nhân vật không xin phép trong bài đăng báo chống tiêu cực. Theo đó, các bài viết này có giá trị cảnh báo cho xã hội một sự việc xấu, đau lòng, qua đó răn đe, giáo dục rằng lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát, mọi tội ác đều phải trả giá. Đồng thời, tại thời điểm bài báo đăng, bản án tử hình của tử tù Bùi Đức Lợi được thi hành đang bị một số đối tượng bóp méo theo hướng mê tín dị đoan, truyền bá những câu chuyện sai trái để đả phá. Do đó, những nội dung dựa trên lập luận khoa học khách quan lại càng có thêm giá trị cảnh báo. Chốt lại, tờ báo giữ vững quan điểm thống nhất rằng việc đăng bài báo là vì mục đích cộng đồng, xã hội mà tính chất giáo dục răn đe chứ không phải vì mục đích bôi nhọ tổ chức cá nhân nào cả. Việc đăng ảnh là hoàn toàn hợp pháp. Ngày 9 tháng 10 năm 2017, báo Gia đình Việt Nam đã gửi kháng cáo yêu cầu Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội xử phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm. Trong lá đơn, gần như nguyên văn, báo Gia đình Việt Nam cũng đã yêu cầu tòa cấp phúc thẩm giải quyết những việc như sau. Thứ nhất, bản án dân sự sơ thẩm của Tòa Nhân dân quận Cầu Giấy chấp thuận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Mùi buộc báo Gia đình Việt Nam cải chính công khai lại thông tin cũng như xin lỗi bà Mùi và gia đình vong linh người chết là không có căn cứ pháp luật. Lý do được báo Gia đình Việt Nam đưa ra là báo Gia đình Việt Nam khẳng định không có hành vi thông tin không đúng sự thật, vi phạm các quy định của Luật Báo chí 1989, sửa đổi bổ sung năm 1999 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Luật Báo chí như là Hội đồng xét xử, Tòa Nhân dân quận Cầu Giấy nhận định trong bản án dân sự sơ thẩm. Việc đăng ảnh của bà Nguyễn Thị Mùi trong các bài viết trên báo Gia đình Việt Nam được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật báo chí tại thời điểm đăng, tức năm 2014 và pháp luật báo chí hiện hành. Không có hành vi chụp lén hay là mục đích bôi nhọ làm xấu đi hình ảnh, danh dự, uy tín và nhân phẩm như lời bà Mùi khai trong các phiên xét xử. Quyết định xử phạt hành chính trong hoạt động báo chí số 507 /XPHC ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã áp dụng một cách cứng nhắc quy định tại điểm A điểm E khoản 2 điều 7 của Nghị định số 02/2011/ND/CP dẫn đến việc xử phạt báo Gia đình Việt Nam. Thứ hai, quyết định yêu cầu báo Gia đình Việt Nam bồi thường cho bà Nguyễn Thị Mùi trong bản án dân sự sơ thẩm của Tòa Nhân dân quận Cầu Giấy không có căn cứ, không đúng theo quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng với lý do không có thiệt hại xảy ra. Thông tin về việc Bùi Đức Lợi đã gây ra tội phạm khủng khiếp đã được thông tin trên rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Việc báo Gia đình Việt Nam đăng tải chỉ nhằm làm rõ những thông tin chưa rõ ràng trong dư luận xã hội hiện tại, chứ không làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của bà Nguyễn Thị Mùi, cũng không làm xấu đi tình trạng của bà Mùi. Không có bằng chứng nào chứng minh cụ thể việc người khác biết bà Mùi là mẹ ruột của Bùi Đức Lợi hay là Bùi Đức Lợi chỉ phạm tội nào, không phạm tội nào, và những thông tin đó làm cho bà Mùi bị giảm sút thêm hoặc mất thêm uy tín, bị bạn bè xa lánh do bị hiểu nhầm. Bản thân Lợi là kẻ gây án thực hiện những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, những tình tiết đặc biệt kinh hoàng, và bất cứ ai khi biết được các thông tin này cũng đều cảm thấy rùng mình và ghê sợ. Không có hành vi trái pháp luật ở đây.
Báo Gia Đình Việt Nam không đưa thông tin sai sự thật, không cố tình kết tội và bôi nhọ Bùi Đức Lợi cũng như làm xấu đi hình ảnh, danh dự, uy tín của bà Nguyễn Thị Mùi và gia đình, không đăng hình ảnh của bà Nguyễn Thị Mùi một cách trái pháp luật. Không có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi trái pháp luật. Cụ thể, nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Mùi không đưa ra được các chứng cứ chứng minh những thiệt hại xảy ra đối với bà Mùi là kết quả tất yếu của hành vi Báo Gia Đình Việt Nam đăng bài, và ngược lại, hành vi của Báo Gia Đình Việt Nam đăng bài gây ra thiệt hại cho bà Nguyễn Thị Mùi. Thứ ba, việc thu thập chứng cứ và chứng minh không được thực hiện đầy đủ và theo đúng quy định của pháp luật. Quyết định yêu cầu Báo Gia Đình Việt Nam chi trả các khoản phí đi lại, ăn ở, thuê luật sư cho bà Nguyễn Thị Mùi của Tòa Nhân dân quận Cầu Giấy được đưa ra hoàn toàn không có căn cứ. Bà Nguyễn Thị Mùi chỉ kê khai các khoản chi phí mà không xuất trình được hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Hợp đồng dịch vụ pháp lý của văn phòng luật sư và phiếu thu ngày 20 tháng 3 năm 2013 của chi nhánh văn phòng luật sư miền Bắc mà bà Mùi cung cấp là chưa đủ căn cứ và không thể coi là chứng cứ. Bên cạnh đó, tại phiên tòa sơ thẩm, khi phóng viên cung cấp tài liệu hình ảnh chứng minh không có hành vi chụp lén bà Nguyễn Thị Mùi là các bức ảnh chụp trực diện bà Mùi, hội đồng xét xử Tòa Nhân dân quận Cầu Giấy chưa xem kỹ tới các vấn đề này. Với những lý do đó, Báo Gia Đình Việt Nam đề nghị tòa án cấp phúc thẩm hủy toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Tòa Nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, giải quyết yêu cầu xin lỗi cải chính công khai và bồi thường thiệt hại. Chảy xuôi. Cuối cùng, vào ngày 5 tháng 12 năm 2018, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã phát hành bản án dân sự phúc thẩm về việc yêu cầu xin lỗi cải chính công khai và bồi thường thiệt hại. Trong đó, nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Mùi và bị đơn là Báo Gia Đình Việt Nam. Tại phiên phúc thẩm, hội đồng xét xử cho rằng Báo Gia Đình Việt Nam đã đăng cải chính công khai xin lỗi bà Mùi là đúng, cho thấy sự thành khẩn và cầu thị của báo. Bản án sơ thẩm buộc báo phải đăng toàn văn quyết định xử phạt hành chính là không đúng. Khép lại, tòa phúc thẩm bác toàn bộ yêu cầu của bên nguyên đơn liên quan đến việc đòi bồi thường thiệt hại. Cụ thể, bà Mùi yêu cầu đòi bồi thường 230 triệu đồng tiền mất thu nhập do không bán được hàng. Lý do bởi sau khi bài báo đăng thì bà bị bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, bị khách hàng tẩy chay. Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận định bà Mùi không xuất trình được chứng cứ. Kết quả xác minh của tòa sơ thẩm cũng cho thấy không có cơ sở về thu nhập hàng tháng và tổn thất mất thu nhập giống như bà Mùi đã trình bày. Ngoài ra, bà Mùi còn yêu cầu bồi thường 50 triệu đồng về tổn thất tinh thần, sức khỏe và thể chất. Về vấn đề này, hội đồng xét xử nhận định bà Mùi không xuất trình được chứng cứ chứng minh các tổn thất này, vẫn sinh hoạt một cách bình thường. Khép lại, phán quyết cuối cùng của tòa phúc thẩm chấm dứt vụ kiện giữa bà Mùi và Báo Gia Đình Việt Nam. Đâu đó trong dư luận có tin tức rằng thật ra đằng sau bà có một kẻ mù quáng chống đối chính quyền là đạo diễn của toàn bộ vụ kiện. Người này là một vị cán bộ về hưu từng có chức vụ ở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, nhưng do bất mãn với chính quyền chỉ thích kiện cáo. Trong quá khứ, người này cũng đã từng có nhiều vụ kiện liên quan đến công an tỉnh Quảng Ninh. Và khi có thông tin vô cùng trái khoáy là bà Mùi kiện cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh xuống tay với Lợi hòng kiếm lời từ việc bán đi lục phủ ngũ tạng của y, thì người này đã nhảy vào và trở thành linh hồn trong đường đi nước bước của bà Mùi. Thông tin do ông Hồ Minh Chiến, tổng biên tập Báo Gia Đình Việt Nam khi đó cung cấp, cho biết vào năm 2013, khi mà Báo Gia Đình Việt Nam đăng loạt bài về tử tù Bùi Đức Lợi, thì người đàn ông đó đã đến tòa soạn nhờ đăng bài tố cáo công an tỉnh Quảng Ninh trong nhiều vụ việc, trong đó có cả vụ của bà Mùi kiện cơ quan công an. Tuy nhiên, nhận thấy rằng người này có dấu hiệu thần kinh không bình thường, cung cấp các tài liệu toàn vong hồn nhảm nhí, kể chuyện thông qua cô đồng, các chứng cứ hoàn toàn suy diễn, nên Báo Gia Đình Việt Nam không chấp nhận yêu cầu. Và chuỗi sự việc sau đó là bà Mùi đứng ra kiện tờ báo. Khi đang trong quá trình kiện tụng, người đàn ông này bị bắt và bị khởi tố về tội chống phá nhà nước. Ở trong khoảng thời gian ấy, bà Mùi cũng đã lặn mất tăm, không theo kiện nữa. Hai năm sau, khi mà người này ra tù, thì bà Mùi lại đột nhiên xuất hiện trở lại và ráo riết thúc đẩy vụ kiện tờ báo. Đoạn kết. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, thì mãi mãi cũng chẳng thể thay đổi được những sự thật đã bị phơi bày và cái ác đã bị trừng trị. Thế nhưng phía đằng sau ấy là những con người phải gánh chịu hàng tấn hậu quả đau thương không biết đến bao giờ mới hết. Chị Duân mất đi hai người con ngoan hiền, xinh đẹp học giỏi, và cả người chồng bệnh tật cũng đã ra đi. Giờ chị sống chung với bệnh tật, với nỗi đau dày vò cả về tinh thần lẫn thể xác, hiu quạnh bên cậu con út. Bà Trịnh Thị Quý thì mất chồng mãi mãi. Ông Hùng là trụ cột của gia đình, giờ đây không còn nữa. Bà chỉ biết hàng đêm khóc thầm, rồi nguyền rủa cái kẻ đã lạnh lùng xuống tay với chồng bà. Nỗi buồn đó khiến cho bà lắm lúc giống như người mất hồn, chẳng còn thiết làm gì, ăn gì nữa. Về phần bà Mùi, sự thật là bà Mùi cũng chẳng sung sướng hà hê gì. Mất con, lại sống trong cái cảnh bị xã hội dè bỉu. Giờ bà lại sống trong niềm tin vô tội, nghe theo sự xúi dục để rồi phải bán hết tài sản để mà tiếp tục kêu oan, ăn xương nằm gió, đi đi lại lại giống như con thoi,
để làm cái việc mà không ai tin là sẽ theo ý nguyện của bà. Những niềm tin vô căn cứ sẽ chỉ mang đến sự thất vọng cho bà, rồi khiến cho bà khổ tâm, suy sụp hơn nữa mà thôi. Hay như người chồng đã ly thân của bà, ông Quyền, đã ở cái tuổi xưa này hiếm, lẽ ra phải được vui vầy cùng con đàn cháu đống, nở may nở mặt với xóm làng. Thế nhưng ông lại sống lủi thủi một mình trong căn nhà trống vắng, chẳng dám đi đâu, hạn chế gặp gỡ tiếp xúc với mọi người, và cũng chẳng muốn đương đầu mỗi khi chuyện cũ được nhắc tới. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Công an Nhân dân Online, PLO, Vietnamnet, VTC News, VN Express cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Độc Thám TV. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV, hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn Sử Việt cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Passion Studio mang đến những giá trị thiết thực.